Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 1076 danh bất hư truyền. Ra kiếm là tiêu diệt tất cả, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cái tên Đao Thần Giáo, Lê Vĩnh Thiên vừa ra kiếm thì Đao Thần Giáo đã bị tiêu diệt. Triệu Đình Vũ từng nói, Thanh Tiểu Thính Vũ Lâu Thần Kiếm này và Thanh Hắc Long Thôn Nguyệt Đao giao đấu với nhau, yếu tố quyết định thắng thua không phải là thần kiếm và ma đao, mà thực chất là do kiếm pháp và đao pháp. Bởi vì Tiểu Thính Vũ Lâu và Hắc Long Thôn Nguyệt Đao đều là binh khí tuyệt thế, thực lực tương đương nhau. Hiện tại, quả nhiên lời nói ấy đã ứng nghiệm. Lê Vĩnh Thiên sử dụng Hiên Viên Cửu Kiếm, đã chiến thắng đao pháp của Đao Thần Giáo. Những đệ tử của Đao Thần Giáo, nhìn thấy giáo chủ bị thua, đều sợ tới mức mặt mũi biến sắc, đều chạy như bay lại gần Cầu Hạn. Cầu Hạn bị đánh bay ngược mấy chục mét, va chạm vào làm gãy vài cây rồi mới rơi xuống mặt đất. Khi ngã xuống mặt đất, Cầu Hạn dùng Thanh Hắc Long Thôn Nguyệt Đao chống đỡ, không để cho bản thân ngã xuống. Giáo chủ, đám đệ tử của Đao Thần Giáo đồng loạt chạy tới, đỡ Cầu Hạn dậy. Lê Vĩnh Thiên và Triệu Đình Vũ nhìn thấy Cầu Hạn đã bị thua, lập tức tiến đến chỗ người của Đao Thần Giáo. Bọn họ thừa thắng xông lên. Lê Vĩnh Thiên muốn bắt giữ vài người sống, ép buộc bọn họ nói ra kẻ chủ mưu. Mà Triệu Đình Vũ lại muốn tiêu diệt hết bọn họ, báo thù cho bố mẹ và Ma Đao Môn. Còn lại Nhi vẫn đứng yên tại chỗ, bảo vệ cho người nhà của Lê Vĩnh Thiên, đề phòng còn sót lại kẻ địch bất ngờ tập kích người nhà của Lê Vĩnh Thiên. Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng, Lê Tuyết Tương và Triệu Vũ Ngọc đều nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên và Triệu Đình Vũ chạy lại chỗ đám người kia, trái tim bọn họ thắt chặt lại. Bọn họ đều hiểu bản thân không biết võ công, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không được chạy loạn, nếu không sẽ gây thêm phiền phức cho Lê Vĩnh Thiên và Triệu Đình Vũ. Chạy mau, Cầu Hạn nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên và Triệu Đình Vũ cùng nhau đuổi tới, tình thế vô cùng bất ổn, lập tức ra lệnh chạy trốn. Ông ta đã bị nội thương rất nghiêm trọng. Căn bản không thể đấu tiếp với Lê Vĩnh Thiên, nên chỉ còn nghĩ cách bảo toàn tính mạng. Rừng xanh còn, chẳng sợ không có củi đốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông ta biết, ông ta thua dưới tay Lê Vĩnh Thiên, không phải do Thanh Hắc Long Thôn Nguyệt Đao của ông ta không sánh bằng Thanh Tiểu Thính Vũ Lâu của Lê Vĩnh Thiên. Mà chính là đao pháp của ông ta, không sánh bằng kiếm pháp của Lê Vĩnh Thiên. Trải qua trận chiến này, ông ta càng hiểu rõ tầm quan trọng của càn khôn thất đao. Chỉ có luyện thành càn khôn thất đao, ông ta mới có thể phát huy hết uy lực của Thanh Hắc Long Thôn Nguyệt Đao này. Chỉ cần thoát được kiếp nạn này, về sau nhất định phải tìm bằng được càn khôn thất đao, luyện thành càn khôn thất đao, sau đó đi tìm Lê Vĩnh Thiên quyết chiến. Người của Đao Thần Giáo nhìn thấy hai người Lê Vĩnh Thiên, Triệu Đình Vũ chạy về phía mình, đều sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, bọn họ bỏ lại Cầu Hạn, tự thân chạy trốn. Cầu Hạn cực kỳ tức giận, vừa rồi ông ta ra lệnh chạy trốn, vốn là muốn đám đệ tử giúp đỡ ông ta chạy trốn. Không ngờ đứng trước tai họa, đám đệ tử lại bỏ mặc ông ta, rồi tự chân chạy trối chết. Cầu Hạn cũng không dám ham chiến, lập tức mang theo Thanh Hắc Long Thôn Nguyệt Đao hoảng hốt chạy trốn. Tuy rằng ông ta đã bị nội thương, nhưng ông ta đường đường là giáo chủ của Đao Thần Giáo, thực lực vô cùng mạnh mẽ, vẫn có thể chạy trốn. Lê Vĩnh Thiên nhìn thấy Cầu Hạn và đám người của Đao Thần Giáo bắt đầu chạy trốn, lập tức quét ngang một kiếm. Nếu không thể bắt giữ người sống, vậy giết chết tất cả bọn họ đi. Trong phút chốc, một luồng kiếm khí màu trắng hồng mạnh mẽ bay ra, nhắm vào sau lưng Cầu Hạn và đám người Đao Thần Giáo đang vội vã chạy trối chết. Chương 1077 kiếm khí. Kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên vừa quét ra lại giống như cầu vồng trắng hình cung bay về phía trước. Đám người của Đao Thần Giáo trốn chạy tứ phương nhưng cũng không trốn kịp, bị kiếm khí chém đứt đôi. Một số phản ứng nhanh thì theo bản năng nhao nhao trốn vào sau cây. Vào lúc quan trọng, bọn họ lại quên mất là kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên có thể chặt đứt cả cây. Bọn họ vừa trốn sau cây, kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên chém cả người lẫn cây làm đôi. Một chiêu của Lê Vĩnh Thiên quét ra làm đám người hốt hoảng của Đao Thần Giáo chết đầy rẫy. Mà Cầu Hạn vừa nghe tiếng gió thổi lập tức đã biết kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên đã đánh đến nơi, ông ta lập tức vươn người bật lên, nhảy lên ngọn cây. Sau đó, ông ta không ngừng dẫm lên các ngọn cây, từ ngọn cây mà chạy thoát thân. Kiếm khí của Lê Vĩnh Thiên cũng không thể chém đứt toàn bộ cây được. Thấy Cầu Hạn từ trên ngọn cây trốn thoát, Lê Vĩnh Thiên lập tức vung kiếm đuổi theo. Một chiêu kiếm khí vừa nãy của Lê Vĩnh Thiên đã chém gần chết hết đám đệ tử của Đao Thần Giáo. Chỉ có một đám thông minh hơn,
trước khi kiếm khí đánh tới nơi đã nằm bò xuống đất hoặc là nhảy lên, tránh được một lần. Tuy nhiên, khi bọn họ còn đang vui mừng vì sự thông minh của bản thân nên đã thoát được một lần thì Triệu Đình Vũ đã cầm thanh đao đuổi giết tới nơi rồi. Bọn họ trông thấy mắt Triệu Đình Vũ đỏ lên, giống như sát thần lao tới, ngay tức khắc bị dọa đến hồn bay phách tán, không biết phải ứng chiến như thế nào. Mang trong mình biển máu và lòng căm thù sâu sắc, Triệu Đình Vũ sử dụng tuyệt thế đao pháp của ma đạo môn, đường kiếm nhanh như chớp, với vẻ tức giận đùng đùng, chém hết đám người của đao thần giáo như bổ dưa thái rau. Máu bắn lên tung tóe, đám người may mắn sống sót của đao thần giáo cũng bị Triệu Đình Vũ chém chết, phát ra những tiếng gào rú thảm thiết. Chỉ chốc lát, Triệu Đình Vũ đã chém hết đám người của đao thần giáo. Lê Vĩnh Thiên cầm kiếm đuổi theo hướng Cầu Hạn trốn thoát, lại không thấy tung tích của Cầu Hạn đâu cả. Bởi Cầu Hạn tinh thông khinh công, từ trên ngọn cây mà trốn thoát, chạy rất nhanh. Ngược lại, Lê Vĩnh Thiên từ phía rừng cây thục mạng chạy, vẫn không đuổi kịp Cầu Hạn. Đuổi được một đoạn, Lê Vĩnh Thiên không dám tiếp tục đuổi theo, sợ Cầu Hạn sẽ quay lại, ép buộc người nhà của anh. Vì thế, Lê Vĩnh Thiên lập tức theo đường cũ mà quay lại. Khi Lê Vĩnh Thiên về đến chỗ cũ, Triệu Đình Vũ đã chém hết đám đệ tử của đao thần giáo. Đến cả đám người đã bị thương đến mức nằm bẹp dưới đất, không thể chạy thoát được cũng bị Triệu Đình Vũ bồi thêm một nhát, giết chết. Người của đao thần giáo giết chết bố mẹ Triệu Đình Vũ, diệt cả ma đạo môn, Triệu Đình Vũ chỉ hận không thể chặt bọn chúng thành nghìn mảnh. Sao cậu lại giết hết bọn chúng rồi? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Đám người đao thần giáo bọn họ giết chết bố mẹ tôi, diệt cả ma đạo môn, tôi không đội trời chung với bọn họ. Không giết chết bọn họ thì lẽ nào lại đợi bọn chúng đến giết chúng ta? Triệu Đình Vũ nói. Tôi còn muốn giữ lại vài người để ép bọn họ khai ra chủ nhân của Điện Thiên Cang là ai, không ngờ cậu lại giết hết bọn họ rồi. Lê Vĩnh Thiên nói. Hộ soái, sao anh không nói sớm? Triệu Đình Vũ bỗng dưng tỉnh ngộ, có chút xấu hổ, đáp. Ban nãy không rảnh để nói với cậu. Lê Vĩnh Thiên nói. Giờ tôi giết hết rồi, làm thế nào đây? Triệu Đình Vũ hỏi. Giết thì cũng giết rồi, còn làm sao được nữa? Lê Vĩnh Thiên nói. Chương 1078 hỏi chuyện. Thế anh đã giết Cầu Hạn chưa? Triệu Đình Vũ hỏi. Chưa, ông ta chạy thoát rồi. Lê Vĩnh Thiên đáp. Thế còn Hắc Long Thôn Nguyệt Đao thì sao? Triệu Đình Vũ lại hỏi. Hắc Long Thôn Nguyệt Đao cũng bị Cầu Hạn lấy đi mất rồi. Lê Vĩnh Thiên đáp. Thế thì tiếc thật, Hắc Long Thôn Nguyệt Đao đã ở ngay trước mắt rồi còn bị Cầu Hạn lấy mất. Nếu như chúng ta cùng lúc có được cả Hắc Long Thôn Nguyệt Đao và Tiểu Thính Vũ Lâu thì sẽ trở thành thiên hạ vô địch rồi. Triệu Đình Vũ tiếc nuối nói. Trận vừa rồi đã làm cho tôi thấy được uy lực của Hắc Long Thôn Nguyệt Đao. Thanh Hắc Long Thôn Nguyệt Đao này quả đúng là tuyệt thế ma đao. Lê Vĩnh Thiên nói. Đúng vậy, Cầu Hạn vốn không hiểu đao pháp càn khôn thất đao, không thể phát huy uy lực của Hắc Long Thôn Nguyệt Đao được. Nếu không thì uy lực của Hắc Long Thôn Nguyệt Đao sẽ còn lớn hơn. Bây giờ Hắc Long Thôn Nguyệt Đao lại bị Cầu Hạn mang đi, giống như thả hổ về rừng, sau nhất định sẽ có rắc rối. Triệu Đình Vũ nói. Cầu Hạn đã bị thương rồi mà vẫn còn chạy nhanh như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác. Lê Vĩnh Thiên nói. Lúc này, Chu Nhược Mai, Lê Tuyết Tương, Nguyễn Tú Hằng, Triệu Vũ Ngọc và Lại Nhi thấy trận chiến đã kết thúc, lao nhào đi đến chỗ Lê Vĩnh Thiên và Triệu Đình Vũ. Thấy dưới đất toàn là thi thể chất đống, đám phụ nữ có chút sợ hãi. Đương nhiên là ngoại trừ Lại Nhi, cô là đặc công của tổ đặc công xe đầu, số xác chết mà cô từng thấy còn nhiều hơn. Vĩnh Thiên, anh không sao chứ? Chu Nhược Mai bước lên, ân cần hỏi thăm Lê Vĩnh Thiên. Anh không sao, Lê Vĩnh Thiên đáp. Hộ soái, người chết nhiều thế này, phải xử lý đống thi thể này như thế nào? Đúng lúc này, Lại Nhi hỏi. Gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an thành phố Bình Loan đến đây. Lê Vĩnh Thiên đáp. Gọi Bình Loan đến làm gì? Chúng ta giết nhiều người thế này, hơn nữa bây giờ anh không còn là hộ soái nữa rồi, mà cô ta lại là Cục trưởng Cục Công an, gọi cô ta đến không sợ cô ta sẽ gây thêm phiền phức cho anh sao? Lại Nhi nói. Không đâu, đây là chúng ta đang phòng vệ chính đáng, là đám người đao thần giáo bọn chúng muốn giết chúng ta trước. Để Bình Loan dẫn theo đám người của Cục Công an đến thu dọn thi thể và truy nã Cầu Hạn. Lê Vĩnh Thiên nói. Được, vậy thì tôi lập tức gọi Bình Loan đến. Lại Nhi vừa nói xong lập tức lấy điện thoại ra, ấn số gọi đến Cục Công an báo án. Nửa đêm Bình Loan nhận được thông tin, biết biệt thự sau núi của Lê Vĩnh Thiên xảy ra đại án mạng, cô không dám chậm trễ, lập tức dẫn theo người của Cục Công an đến.
Cô đã rất lâu không gặp Lê Vĩnh Thiên rồi, nhưng vẫn luôn nhớ nhung anh. Tuy cô sớm biết Lê Vĩnh Thiên bị cắt chức, nhưng cô vẫn luôn tôn trọng Lê Vĩnh Thiên. Bởi vì Lê Vĩnh Thiên đã nhiều lần giúp đỡ cô có thể ngồi lên chức cục trưởng cục công an này, đều là nhờ Lê Vĩnh Thiên âm thầm giúp đỡ. Mà cô lại là người có ơn tất sẽ báo đáp. Lê Vĩnh Thiên vừa mới bị cắt chức được mấy ngày đã bị đám người áo đen tập kích, chắc chắn bên trong có âm mưu, cô phải điều tra rõ ràng. Sau khi Lại Nhi báo án xong, tất cả lại ở nguyên đó đợi đám người của cục công an đến. Không lâu sau, Bình Loan dẫn theo một đám đông người của cục công an đến hiện trường. Hộ soái, anh không sao chứ? Bình Loan vừa nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên lập tức hỏi Hàn anh có làm sao không? Tôi không sao cả, không phải tôi vẫn đang bình yên vô sự đây sao? Bây giờ tôi không còn là hộ soái nữa rồi, cô không cần phải gọi tôi là hộ soái nữa. Lê Vĩnh Thiên nói, anh đã vì Long Quốc mà chinh Nam chiến Bắc, lập nên bao chiến công, trong lòng tôi anh mãi là hộ soái hộ quốc hàng đầu Long Quốc. Bình Loan đáp, được rồi, đừng nói chuyện này nữa, tôi gọi cô đến đây là để cô xử lý chuyện này. Lê Vĩnh Thiên nói, được rồi, vậy thì tôi hỏi anh, đám người đến giết anh là ai? Bình Loan thấy Lê Vĩnh Thiên lạnh lùng như thế thì cũng không khách sao nữa. Là đám người của Đao Thần Giáo, Lê Vĩnh Thiên nói. Đao Thần Giáo là cái tổ chức gì? Bình Loan trước giờ chưa hề nghe đến Đao Thần Giáo, vì thế, cô vô cùng ngạc nhiên. Chương 1079 Bang Phái Võ Lâm. Đao Thần Giáo là một bang phái võ lâm, Lê Vĩnh Thiên nói. Bang phái võ lâm, thời đại này vẫn còn bang phái võ lâm ư? Bình Loan vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, cô xem, đám người này đều cầm đao mà không phải là súng. Những cái cây này đều là bị kiếm khí với đao khí gây nên đó. Lê Vĩnh Thiên nói. Đám người Đao Thần Giáo này, tại sao lại muốn giết anh? Bình Loan tin chắc Lê Vĩnh Thiên sẽ không lừa cô, đương nhiên cũng tin trên đời này vẫn còn tồn tại bang phái võ lâm. Bọn họ chỉ là làm theo lệnh mà thôi, đằng sau bọn họ còn có người xúi giục. Lê Vĩnh Thiên nói. Người ra lệnh đằng sau là ai? Bình Loan hỏi. Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết bọn họ gia nhập một tổ chức khủng bố, gọi là Điện Thiên Cang. Chủ nhân của Điện Thiên Cang chính là người đứng sau giật dây bọn họ. Lê Vĩnh Thiên nói. Điện Thiên Cang, tôi chưa từng nghe thấy cái tên Điện Thiên Cang bao giờ. Điện Thiên Cang lại là tổ chức gì? Bình Loan hỏi. Điện Thiên Cang là một tổ chức vô cùng thần bí, bọn họ liên hệ với những cao thủ của các bang phái môn phái khác trong võ lâm. Đao Thần Giáo chỉ là một trong số những môn phái gia nhập vào Điện Thiên Cang. Lê Vĩnh Thiên nói, thật không thể tưởng tượng được, trên đời này lại vẫn còn tồn tại nhiều bang phái thần bí và các cao thủ thần bí như vậy. Bình Loan nói, đúng vậy, trước đây tôi cũng không nghĩ đến. Lê Vĩnh Thiên nói, bây giờ anh đã bị cách chức rồi, không quyền không thế, rốt cuộc ai muốn giết anh? Bình Loan nói, tuy bây giờ tôi không quyền không thế nhưng uy nghiêm của tôi vẫn còn đây. Chắc hẳn sẽ có những người sợ tôi đông sơn tái khởi, vì thế muốn diệt trừ tôi. Lê Vĩnh Thiên nói. Đối thủ lớn nhất của anh, là Ngụy Nghiêm, lẽ nào Ngụy Nghiêm muốn diệt trừ anh? Bình Loan nói. Những chuyện chưa có chứng cứ thì không nên nói bừa, tránh rước họa vào thân. Lê Vĩnh Thiên nói. Đúng vậy, tôi nhất định sẽ điều tra kỹ càng, nhất định sẽ điều tra ra chân tướng. Hộ soái, anh có bắt được người nào còn sống không? Bình Loan nói. Trong lòng cô vẫn luôn coi Lê Vĩnh Thiên là hộ soái. Không có, những người đến giết tôi đều bị chúng tôi giết chết hết cả, chỉ có giáo chủ cầu hạn của Đao Thần Giáo là trốn thoát. Lê Vĩnh Thiên nói. Vậy tôi lập tức cho người đi bắt ông ta. Bình Loan nói. Đợi đã, ông ta trông như thế nào, có đặc điểm gì các cô đâu có biết, làm thế nào mà bắt được. Lê Vĩnh Thiên nói. Vậy thì ông ta trông thế nào, có đặc điểm gì, anh mau nói cho tôi biết. Bình Loan đáp. Ông ta mặc đồ màu đen, che mặt, tay cầm theo một thanh đao màu đen. Lê Vĩnh Thiên nói. Ông ta trông thế nào? Bình Loan lại hỏi. Ông ta che mặt, tôi làm sao mà biết được? Cô chỉ cần biết ông ta mặc áo choàng đen, tay cầm một thanh đao màu đen là được rồi. Lê Vĩnh Thiên nói. Không biết ông ta trông như thế nào, tôi sợ rằng ông ta thay áo choàng khác, vứt thanh đao đi thì chúng tôi sẽ hoàn toàn không nhận ra được. Bình Loan nói. Thanh đao đó tên là Hắc Long Thôn Nguyệt Đao. Là tuyệt thế ma đao, ông ta sẽ không dễ dàng làm mất nó đâu. Lê Vĩnh Thiên nói. Được, vậy tôi lập tức hạ lệnh truy nã ông ta trong toàn thành phố. Bình Loan nói. Các cô cẩn thận chút, ông ta võ nghệ cao cường, đao pháp không thể khinh thường, sẽ không dễ dàng để bắt được ông ta.
Lê Vĩnh Thiên nói. Cho dù đao pháp của ông ta có cao cường thâm hậu đến đâu, lẽ nào có thể đấu lại được súng của chúng ta? Bình Loan nói. Trong trường hợp ít súng hơn, ông ta có thể đấu lại được. Lê Vĩnh Thiên nói. Khoa trương đến thế sao? Đao mà có thể đấu lại súng ư? Bình Loan vô cùng kinh ngạc. Đây có gì lạ đâu, tôi cũng có thể dùng kiếm để chặn đạn được mà. Lê Vĩnh Thiên nói. Được rồi, chúng tôi cẩn thận một chút là được. Bình Loan cũng biết Lê Vĩnh Thiên có thể dùng kiếm mà chặn được đạn súng, nên cũng tin chắc Cầu Hạn cũng có thể dùng đao chặn đạn súng được. Cho người dọn dẹp đống thi thể này trước đi đã. Lê Vĩnh Thiên cảm thấy tỷ lệ cục công an có thể bắt được Cầu Hạn là vô cùng thấp, nên cũng không hy vọng gì nhiều. Chương 1080 thay anh nhặt xác. Bởi vì Cầu Hạn thân là cao thủ võ lâm ẩn thân, thế nên ông ta có thể ra đi mà không hề lưu lại một dấu vết gì. Thực tế hơn là muốn hộ pháp đến nhặt xác dùng. Lại muốn chúng tôi đến nhặt xác. Bình Loan có chút khó chịu, mỗi lần Lê Vĩnh Thiên giết người, anh ta luôn có hộ pháp theo sau nhặt xác thay, anh ta thật sự coi hộ pháp là đội nhặt xác chuyên nghiệp luôn mất. Tất nhiên rồi, nếu các người không đến nhặt xác, chả lẽ phải để tôi nhặt xác chắc? Lê Vĩnh Thiên nói. Được thôi, tôi sẽ sắp xếp người xử lý những xác chết này, đồng thời cũng sẽ sắp xếp chuyện bắt giữ Cầu Hạn. Bình Loan đáp. Ngay sau đó, Bình Loan đã sắp xếp cho thuộc hạ của mình đến xử lý những xác chết kia, đồng thời cũng phát lệnh truy nã giáo chủ Đao Thần giáo Cầu Hạn. Thi thoảng, Lê Vĩnh Thiên cùng Chu Nhược Mai sẽ nhặt xác ở hộ pháp, còn Tuyết Tương, Lý Nhụy, Triệu Vũ Đình và Triệu Vũ Ngọc sẽ trở về biệt thự. Những người đã phải trải qua trận quyết đấu sống chết gay cấn kia không một chút buồn ngủ, họ đang bàn tán xôn xao về vụ việc vừa rồi trong phòng khách. Cho tới khi đã tờ mờ rạng sáng, mọi người mới lần lượt quay trở về phòng để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều ngủ thẳng đến sau 10 giờ mới rời giường. Vĩnh Thiên, hôm nay là sinh nhật thứ 70 của bà nội, chúng ta nên mua quà gì để tặng bà đây? Chu Nhược Mai hỏi. Việc này do em tự quyết định vậy, dù sao chúng ta vẫn còn một ít tiền mà. Lê Vĩnh Thiên đáp. Tuy rằng hiện tại chúng ta vẫn còn chút tiền, nhưng anh bị cách chức, em lại không có việc làm, sớm muộn gì cũng sẽ miệng ăn núi lở, thế chúng ta chỉ nên mua một ít đồ vật đơn giản thôi vậy. Chu Nhược Mai nói, miệng ăn núi lở thành ngữ, ăn mà không làm thì bao nhiêu cũng hết. Tùy em, dẫu sao bất kể chúng ta có mua quà gì thì cũng sẽ bị bẽ mặt thôi. Lê Vĩnh Thiên nói, đúng vậy, bất kể chúng ta có mua quà gì thì cũng sẽ bị bẽ mặt, chẳng qua, quà mà chúng ta mua tuy ít, nhưng tấm lòng nhiều. Chu Nhược Mai nói, tiếp theo, Chu Nhược Mai cùng Lê Vĩnh Thiên và Tuyết Tương đi ra ngoài mua quà tặng. Lúc này, tại nhà họ Long. Lần trước, Long Chấn Tiêu đã chặn Hàn Cừ bằng cách canh giữ tử thủ cửu U, phản quân đã vượt ra ngoài vì Lê Vĩnh Thiên, một lực lượng quân lớn giải cứu Long Chủ chỉ trong một thời gian ngắn và lập được công lớn. Sau đó, Long Chủ đã gọi Long Chấn Tiêu trở về Long Đô. Thưa ông chủ, theo một nguồn tin tức đáng tin cậy thì vào tối hôm qua, một nhóm người áo đen đã đến Đà Lạt để ám sát cậu chủ. Quản gia Khương Hạc kính cẩn nói với Long Chấn Tiêu. Nghe vậy, Long Chấn Tiêu vừa kinh ngạc, lại vừa có chút lo lắng, thế cậu chủ sao rồi? Có chuyện gì xảy ra không? Cậu chủ không sao cả, vì những sát thủ đó đã bị cậu chủ cùng Triệu Vũ Đình giết chết, chỉ có mỗi tên thủ lĩnh trốn thoát được. Khương Hạc nói, đã tìm được nguồn thông tin nào về những tên sát thủ đó chưa? Long Chấn Tiêu hỏi, hộ pháp ở Đà Lạt đã hạ lệnh truy nã giáo chủ Đao Thần giáo Cầu Hạn. Khương Hạc đáp, tại sao người của Đao Thần giáo lại đi ám sát cậu chủ? Long Chấn Tiêu, chuyện này tôi cũng không rõ cho lắm. Từ trước tới giờ, cậu chủ không hề đi gieo rắc bất kỳ thù oán gì trong võ lâm, chẳng rõ tại sao họ lại phải ám sát cậu chủ. Có thể, bọn họ muốn đến Tiểu Lâu Thần Kiếm để cướp đi thần kiếm của cậu chủ. Khương Hạc nói, tôi cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Long Chấn Tiêu nói, thế theo ý của ông chủ, tại sao họ lại muốn ám sát cậu chủ? Khương Hạc hỏi, cậu chủ đã từng làm rung chuyển trời đất tại Long Quốc, hẳn là vì bọn họ sợ sự trở lại của cậu chủ nên muốn diệt cỏ tận gốc. Long Chấn Tiêu nói, ông chủ nói rất có lý, nhưng ai lại muốn giết thiếu gia? Khương Hạc tiếp tục hỏi. Chương 1081 Lão Tặc. Không ngoài suy đoán của tôi, đó chính là Lão Tặc Ngụy Nghiêm. Long Chấn Tiêu nói. Khương Hạc nghe vậy nên sợ hãi, mặt biến sắc. Hiện giờ, Ngụy Nghiêm đang nắm giữ chức tể tướng, tay cầm quyền cao, dưới một người trên vạn người. Nếu như Ngụy Nghiêm có ý định muốn giết cậu chủ thì sớm muộn cậu chủ cũng không thoát khỏi kiếp nạn này đâu. Đúng vậy,
hiện giờ cậu chủ đã bị cách chức, tước đi binh quyền. Bên cạnh cậu ấy không có ai bảo vệ cả. Hiện giờ, cậu ấy thì ngoài sáng còn kẻ địch thì trong tối. Vậy nên, Ngụy Nghiêm muốn giết cậu ấy thì quá dễ dàng luôn rồi. Long Chấn Tiêu nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Khương Hạc hỏi. Chúng ta sẽ phái vệ sĩ của nhà họ Long đến thành phố Đà Lạt để bảo vệ cậu chủ. Long Chấn Tiêu nói. Nhưng mà cậu chủ đã cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Long của chúng ta, không muốn nhận lại tổ tiên nữa mà. Chúng ta phái vệ sĩ qua thì chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối. Khương Hạc nói. Vậy thì cứ âm thầm bảo vệ, đừng cho cậu chủ biết. Long Chấn Tiêu nói. Nếu như nói ra chân tướng chuyện năm đó phu nhân và cậu chủ bị đuổi khỏi nhà họ Long cho cậu chủ nghe thì có lẽ cậu chủ sẽ hiểu chuyện hơn, hoặc hơn nữa thì có thể sẽ tha thứ cho nhà họ Long luôn đấy. Chuyện đã xảy ra tới bây giờ rồi thì chúng ta nên nói ra hết chân tướng cho bọn họ biết việc mẹ con bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà họ Long là như thế nào. Khương Hạc nói. Ai, năm đó đuổi bọn họ ra khỏi nhà họ Long, để mẹ con họ phải chịu biết bao nhiêu khổ cực. Vậy nên, cho dù chúng ta có kể hết chân tướng cho bọn họ biết thì bọn họ cũng sẽ không thể nào hiểu được đâu và cũng sẽ không thể nào tha thứ cho chúng ta được. Long Chấn Tiêu nói. Nhưng mà năm đó đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà họ Long là vì muốn tốt cho bọn họ. Cậu chủ đã làm được hộ soái bảo vệ, biết rõ trong chiều tranh đấu tàn khốc đến cỡ nào nên chỉ cần chúng ta nói ra hết chân tướng, cậu chủ chắc chắn sẽ hiểu được mà. Khương Hạc nói. Những việc như vậy thì nên đợi khi nào có thời gian thích hợp hãy nói với họ. Long Chấn Tiêu nói. Năm đó, vì nhà họ Long đắc tội với Thái Sư trong chiều nên bị Thái Sư âm thầm tạo rất nhiều chứng cứ cho rằng nhà họ Long muốn tạo phản, phù khống với quốc vương Long Quốc là nhà họ Long có ý đồ mưu phản. Long Chấn Tiêu nghe trong tiếng gió, cảm nhận được nhà họ Long sắp gặp phải tai họa diệt vong nên đã quyết định trước khi cả nhà bị tịch thu tài sản và kẻ phạm tội bị giết, ông ấy sẽ đuổi phu nhân Lê Tuyết Tương và con trai Lê Vĩnh Thiên ra khỏi nhà họ Long, bảo toàn tánh mạng của bọn họ để lại chút huyết thống cuối cùng của nhà họ Long. Vì tránh không để cho Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên bị đuổi giết, Long Chấn Tiêu chỉ có thể bỏ rơi Lê Tuyết Tương với lý do xuất thân của bà ấy quá bần hèn, cắt đứt mọi quan hệ. Dĩ nhiên, lúc ấy Lê Tuyết Tương thật sự có xuất thân nghèo khó thật. Khi đó, ông cụ Long vẫn còn sống, người nhà họ Long trừ Long Chấn Tiêu ra, hầu như tất cả bọn họ đều ngại cái xuất thân bần hèn của bà ấy, đối xử với bà ấy không thân thiện chút nào. Sự thật là Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên luôn bị ghét bỏ ở nhà họ Long này. Lúc nhà họ Long gặp nguy, Long Chấn Tiêu cũng chỉ biết làm mỗi thế, dùng lý do tuyệt tình đó để đuổi phu nhân và con trai ra khỏi nhà họ Long. Long Chấn Tiêu đuổi phu nhân và con trai ra khỏi nhà họ Long cũng chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng cho hai người bọn họ, muốn để lại chút huyết thống cuối cùng của nhà họ Long nhưng cũng không thể nói sự thật cho Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên biết. Về sau, quốc vương Long Quốc nhìn thấu được mọi chuyện, tra ra được chân tướng. Sự thật là Thái Sư tự bịa ra chuyện tạo phản và nhà họ Long đã bị nghi oan. Quốc vương Long Quốc cũng không tiến hành giết kẻ phạm tội và tịch thu tài sản của nhà họ Long mà thay vào đó là xử tử tên Thái Sư tạo phản. Nhà họ Long may mắn thoát khỏi khó khăn, tránh được một kiếp nạn. Long Chấn Tiêu cũng rất hối hận khi đuổi Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên ra khỏi nhà họ Long. Nhưng ông ấy đã mắc phải sai lầm lớn, tất cả đều không thể cứu vãn được nữa rồi. Bởi vì ông ấy biết rõ Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên đã hận nhà họ Long này đến thấu xương rồi. Lúc ấy Lê Vĩnh Thiên vẫn còn nhỏ tuổi, chắc chắn sẽ không biết chuyện tranh đấu ở trong triều. Về sau, Long Chấn Tiêu cũng đã từng nghĩ đến việc tìm Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên về. Nhưng khi đó, ông ấy nghe tin Lê Tuyết Tương đã qua đời vì bệnh tật còn Lê Vĩnh Thiên cũng đã nhập ngũ rồi. Ông ấy cũng không còn cơ hội nào để đem hai mẹ con trở về. Lê Tuyết Tương năm đó giả chết, giấu tất cả mọi người, chỉ có Dương Văn Đoàn biết chuyện này. Long Chấn Tiêu ở phía xa Long Đô nên dĩ nhiên ông ấy cũng sẽ cho rằng Lê Tuyết Tương đã thật sự qua đời rồi. Vậy nên, ông ấy đã đau khổ rất lâu. Mãi cho đến gần đây, ở thành phố Đà Lạt, việc Lê Vĩnh Thiên đã tìm được mẹ là Lê Tuyết Tương bị truyền ra bên ngoài. Long Chấn Tiêu ở phía xa Long Đô hay tin Lê Tuyết Tương vẫn còn sống thì đã mừng rỡ như điên lên. Ông ấy rất muốn đến thành phố Đà Lạt để gặp lại được phu nhân Lê Tuyết Tương của mình. Nhưng mà năm đó, ông ấy đuổi Lê Tuyết Tương ra khỏi nhà họ Long một cách vô cùng tuyệt tình, xấu hổ ở trong lòng nên không dám gặp mặt Lê Tuyết Tương nữa. Ông chủ à, đã nhiều năm vậy rồi, không thể đợi thêm được nữa đâu ạ. Nếu còn chờ nữa, ngài và phu nhân đều già cả hết rồi, khi nào mới đoàn tụ được chứ? Khương Hạc nói.
Dù sao cũng đã chịu đựng nhiều năm vậy rồi, bây giờ cũng không cần gấp gáp đâu. Long Chấn Tiêu nói, kẻ làm tôi tớ này cảm thấy, bây giờ chính là thời cơ thích hợp nhất để ngài hòa giải với phu nhân và cậu chủ đấy ạ. Khương Hạc nói, tại sao ông lại nói vậy? Long Chấn Tiêu hỏi lại, vì bây giờ cậu chủ đã bị cách chức, đang trong khoảng thời gian tuyệt vọng. Nếu ngài đưa tay giúp đỡ cậu ấy thì không khác gì đưa than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi cả. Còn nếu cậu chủ vẫn là hộ soái bảo vệ thì khi ngài đi tìm cậu ấy sẽ cho rằng ngài muốn dựa vào cậu ấy để trèo cao lên. Khương Hạc nói, ừ, ông nói rất có lý. Long Chấn Tiêu đột nhiên tỉnh ra. Vậy nhân thời gian này, ngài mau tranh thủ đi tìm phu nhân và cậu chủ đi ạ. Nếu không thì loại người hiếm gặp như cậu chủ kiểu gì thì cũng sẽ sớm muộn trở lại như cũ ngay thôi. Khương Đằng nói, tôi phải dùng lý do gì để tìm hai người đó đây? Long Chấn Tiêu hỏi, theo tôi biết thì hôm nay bà của cô chủ Chu mừng thọ lần thứ 70. Cậu chủ và cô chủ Sở đều sẽ về nhà mẹ đẻ để tham dự tiệc sinh thần của bà Chu. Khi cậu chủ và cô chủ Chu kết hôn, nhà họ Chu cũng là thông gia của ngài. Ngài có thể đi chuẩn bị một phần quà để tặng cho bà Chu. Vậy thì ngài sẽ có khả năng đụng mặt phu nhân và cậu chủ ở nhà họ Chu. Khương Hạc nói, được lắm, bà của con dâu tôi mừng thọ 70 thì tôi cũng phải tặng một món quà quan trọng chứ. Tranh thủ thời gian chuẩn bị đi rồi sau đó cùng tôi lên máy bay đến thành phố Đà Lạt để chúc thọ bà Chu nào. Long Chấn Tiêu thật sự rất nhớ vợ Lê Tuyết Tương của mình nên đã đồng ý cái đề nghị của Khương Hạc ngay lập tức. Ông ấy và người vợ Lê Tuyết Tương đã vài chục năm không gặp mặt nhau rồi. Chương 1082 an bài. Vâng, tôi lập tức đi làm. Khương Hạc nói xong, nhanh chóng đi ra ngoài. Long Chấn Tiêu nghĩ đến đêm nay có thể nhìn thấy Lê Tuyết Tương rồi, trong lòng vừa kích động, lại vừa thấp thỏm không yên. Bởi vì ông ta không biết Lê Tuyết Tương có thể tha thứ cho mình hay không. Nhưng chuyện nên đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt. Mặc kệ Lê Tuyết Tương có tha thứ hay không, ông ta cũng quyết định đi gặp bà ấy một lần. Cho dù là nhìn thấy gương mặt của bà ấy một cái, giải tỏa nỗi khổ tương tư cũng tốt lắm rồi. Chấm. Trong căn phòng bí mật của nhà họ Ngụy. Bố, tối hôm qua hành động ám sát Lê Vĩnh Thiên thất bại rồi. Ngụy Nguyên Tùng ủ rũ thất vọng nói. Rốt cuộc con đã làm thế nào vậy hả? Không phải con thề thốt sắt son nói cao thủ của Điện Thiên Cang nhất định có thể giết chết Lê Vĩnh Thiên sao? Sao có thể thất bại chứ? Ngụy Nghiêm tức giận hổn hển chất vấn. Con đã phái đi một trong những cao thủ mạnh nhất của Điện Thiên Cang rồi, giáo chủ Cầu Hạn của Đao Thần Giáo mang theo Hắc Long Thôn Nguyệt Đao, đồng thời còn dẫn theo đệ tử của Đao Thần Giáo đi giết Lê Vĩnh Thiên rồi. Thật không ngờ bọn họ vẫn thất bại, Ngụy Nguyên Tùng nói. Phái ra cao thủ mạnh như vậy rồi, vì sao vẫn có thể thất bại? Nguyên nhân thất bại là gì? Ngụy Nghiêm hỏi. Là bởi vì kiếm pháp của Lê Vĩnh Thiên quá lợi hại, đao pháp của Cầu Hạn đấu không lại với kiếm pháp của Lê Vĩnh Thiên. Ngụy Nguyên Tùng nói, Cầu Hạn thân là giáo chủ của Đao Thần Giáo, đao pháp lại không sánh bằng Lê Vĩnh Thiên. Đây thật sự là một chuyện cười, xem ra Cầu Hạn này chẳng qua là uổng được cái danh hão mà thôi. Ngụy Nghiêm tức giận nói, thật ra đao pháp của Đao Thần Giáo rất lợi hại, chủ yếu là bởi vì Kiều giáo chủ không biết đao pháp của Càn Khôn Thất Đao, không thể phát huy uy lực của Hắc Long Thôi Nguyệt đến mức tận cùng, cho nên mới thua bởi kiếm thần Tiểu Lâu Thính Vũ của Lê Vĩnh Thiên. Kiếm thần của Lê Vĩnh Thiên lại lợi hại hơn so với Hắc Long Thôi Nguyệt Đao sao? Ngụy Nghiêm hỏi. Tiểu Lâu Thính Vũ và Hắc Long Thôi Nguyệt Đao thực ra là ngang nhau, mỗi thứ đều có sở trường riêng. Nhưng Lê Vĩnh Thiên đã luyện thành kiếm pháp của Hiên Viên Cửu Kiếm rồi cho nên anh ta mới thắng. Ngụy Nguyên Tùng nói. Thì ra là thế, người phái ra ngoài ám sát Lê Vĩnh Thiên bây giờ thế nào rồi? Bọn họ đều trở lại rồi chứ? Ngụy Nghiêm hỏi. Đệ tử của Đao Thần Giáo đều bị Lê Vĩnh Thiên và Triệu Đình Vũ giết chết hết rồi. Chỉ có Kiều giáo chủ chạy thoát trở về thôi, Ngụy Nguyên Tùng nói. Không có nhân chứng sống rơi vào trong tay của Lê Vĩnh Thiên chứ? Ngụy Nghiêm hỏi. Không có, ngoại trừ Kiều giáo chủ bị nội thương chạy trốn trở về ra, những người khác đều chết cả rồi. Có điều, tối hôm qua Cục Công an thành phố Đà Lạt đã phát ra một lệnh truy nã toàn quốc Kiều giáo chủ rồi. Ngụy Nguyên Tùng nói. Trong khoảng thời gian này, con bảo Cầu Hạn cố gắng không nên hoạt động, tránh để bị bắt, tiết lộ bí mật của chúng ta. Ngụy Nghiêm nói. Vâng, con sẽ để cho ông ta trốn ở trong trụ sở chính của Điện Thiên Cang chữa trị vết thương thật tốt. Ngụy Nguyên Tùng nói. Lê Vĩnh Thiên một ngày không chết, chúng ta còn một ngày không yên. Nhất định phải nhanh chóng diệt trừ Lê Vĩnh Thiên này, tránh cho anh ta đợi thời trở lại. Ngụy Nghiêm nói.
Vâng, con lập tức đi sắp xếp cao thủ của Điện Thiên Cang một lần nữa, đi đến thành phố Đà Lạt ám sát Lê Vĩnh Thiên. Lần này nhất định sẽ không thất bại nữa. Ngụy Nguyên Tùng khí thế bừng bừng nói. Không cần phải gấp gáp như vậy. Tối hôm qua hành động thất bại đã đánh rắn động cỏ rồi. Chúng ta muốn giết Lê Vĩnh Thiên lần nữa sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Ngụy Nghiêm nói. Bố yên tâm, lần này con để cho cao thủ của Điện Thiên Cang đồng loạt ra hết, nhất định có thể giết chết Lê Vĩnh Thiên, sẽ không gây thêm phiền toái nữa. Ngụy Nguyên Tùng nói. Lê Vĩnh Thiên đã có phòng bị rồi, cầu hãn mang theo một thanh ma đao như Hắc Long Thôn Nguyệt đao đi cũng không phải là đối thủ của Lê Vĩnh Thiên. Bây giờ con lại phái những cao thủ khác đi, ngộ nhỡ tiếp tục thất bại, bị Lê Vĩnh Thiên bắt được nhân chứng sống, khai ra chúng ta là chủ mưu sai khiến phía sau, chúng ta sẽ xong đời rồi. Ngụy Nghiêm đã không thể nào tin tưởng người của Điện Thiên Cang có thể giết chết Lê Vĩnh Thiên được nữa rồi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào ạ? Ngụy Nguyên Tùng sốt sắng hỏi. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay, trước tiên chúng ta cần phải tìm được đao phổ, 7 chiêu thức càn khôn, để cầu hạn luyện thành đao pháp càn khôn thất đao. Sau đó lại đi giết Lê Vĩnh Thiên. Như vậy phần thắng của chúng ta mới có thể lớn hơn một chút. Ngụy Nghiêm nói. Nhưng mà, tâm tích của đao phổ, 7 chiêu thức càn khôn, chỉ có Triệu Đình Vũ biết. Chúng ta không biết anh ta giấu nó ở nơi nào mà. Ngụy Nguyên Tùng nói. Sao con lại ngu ngốc như thế chứ? Nếu đã chỉ có Triệu Đình Vũ biết, vậy thì con phải nghĩ cách ép anh ta giao ra đao phổ, 7 chiêu thức càn khôn, đi. Lê Vĩnh Thiên chúng ta không giết được. Lẽ nào còn không thể bắt được một tên Triệu Đình Vũ kia sao? Cho dù ngay cả Triệu Đình Vũ cũng bắt không được, chẳng lẽ không thể bắt được em gái của anh ta, lợi dụng cô ấy để uy hiếp Triệu Đình Vũ sao? Ngụy Nghiêm nói. Ngụy Nguyên Tùng nghe vậy, ngay lập tức bừng tỉnh ngộ ra, nói, đúng, Triệu Đình Vũ có một em gái tên là Triệu Vũ Ngọc. Cô ấy là người thân duy nhất của Triệu Đình Vũ đối xử vô cùng tốt với người em gái này của anh ta. Chỉ cần chúng ta bắt được Triệu Vũ Ngọc, thì có thể uy hiếp Triệu Đình Vũ giao ra đao phổ, 7 chiêu thức càn khôn, rồi. Vậy thì đúng rồi, con nhanh chóng sắp xếp người đi làm đi. Ngụy Nghiêm nói. Vâng ạ, bố, con còn có một vấn đề. Ngụy Nguyên Tùng nói. Vấn đề gì, mau nói đi. Ngụy Nghiêm hỏi. Cho dù chúng ta lấy được đao phổ, 7 chiêu thức càn khôn, Kiều giáo chủ cũng không thể nhanh như vậy luyện thành được, vẫn phải để Lê Vĩnh Thiên sống lâu thêm một thời gian ạ. Ngụy Nguyên Tùng nói. Không có vấn đề gì, bây giờ Lê Vĩnh Thiên đã hết hy vọng rồi, tạm thời sẽ không tạo nên được sóng gió gì đâu. Để anh ta sống lâu thêm một chút cũng không sao cả. Đợi cầu hạn luyện thành càn khôn thất đao rồi, lại đi giết Lê Vĩnh Thiên cũng không muộn. Chúng ta phải làm chuyện có nắm chắc, không nắm chắc giết chết Lê Vĩnh Thiên được, thì không nên tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho bị anh ta điều tra ra manh mối gì đó. Ngụy Nghiêm nói. Vâng, vậy con lập tức đi làm theo lời bố nói. Trước tiên ép Triệu Đình Vũ giao ra đao phổ, 7 chiêu thức càn khôn. Đợi sau khi Kiều giáo chủ luyện thành càn khôn thất đao rồi, sẽ lại đi giết Lê Vĩnh Thiên. Ngụy Nguyên Tùng nói. Lúc này, Ngụy Nguyên Trác đứng ở bên cạnh nói, bố, bên phía sư quốc đã phái ra đoàn đàm phán hòa bình rồi. Bọn họ đang ở biên giới Bắc Cảnh đợi chúng ta đi đàm phán, trao đổi thủ tục ngừng chiến tranh. Đoàn đàm phán hòa bình của bên phía chúng ta đã chuẩn bị xong cả chưa? Ngụy Nghiêm hỏi. Tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi ạ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Ngụy Nguyên Trác nói. Chương 1083 dẫn đội đàm phán. Tốt, vậy con dẫn theo đoàn đàm phán hòa bình của chúng ta đi đàm phán với đoàn đàm phán hòa bình của sư quốc đi. Con phải cố gắng duy trì kiềm chế, cố gắng thỏa mãn điều kiện của bọn họ đưa ra. Ngụy Nghiêm nói. Vâng, nếu như bọn họ đưa ra yêu cầu rất quá đáng thì sao ạ? Ngụy Nguyên Trác hỏi. Bọn họ đưa ra yêu cầu quá đáng thì báo cáo lại với bố trước đã. Chỉ cần không phải là vô cùng quá đáng, chúng ta đều có thể đồng ý. Mục đích của chúng ta là muốn ngừng chiến đấu, ngồi hưởng giang sơn của Long Quốc. Ngụy Nghiêm nói. Vâng, Ngụy Nguyên Trác nói. Vì thế, kế tiếp hai người con trai của Ngụy Nghiêm là Ngụy Nguyên Trác và Ngụy Nguyên Tùng đã lập tức chia nhau ra hành động rồi. Ngụy Nguyên Trác dẫn đầu đoàn đàm phán hòa bình, đi lên máy bay từ Long Đô đi thẳng đến biên giới Bắc Cảnh. Chuẩn bị đàm phán với đoàn đàm phán hòa bình của sư quốc. Ngụy Nguyên Tùng thì bí mật triệu tập cao thủ của Điện Thiên Cang, lên kế hoạch hành động bắt cóc Triệu Vũ Ngọc, lấy chuyện này để uy hiếp Triệu Đình Vũ giao ra đao phổ, 7 chiêu thức càn khôn. Chấm. Sau khi Khương Hạc chuẩn bị xong một phần lễ trọng, Long Chấn Tiêu ăn mặc tỉ mỉ một phen, lập tức dẫn theo Khương Hạc và một nhóm vệ sĩ, ngồi máy bay, bay thẳng đến thành phố Đà Lạt,
chuẩn bị tham gia tiệc mừng thọ của bà Chu. Long Chấn Tiêu tham gia tiệc mừng thọ sinh nhật của bà Chu, mục đích chủ yếu nhất là gặp mặt bà xã Lê Tuyết Tương của mình. Chấm. Tin tức Long Quốc phái ra đoàn đàm phán hòa bình tới biên giới Bắc Cảnh cầu hòa với Sư Quốc vừa truyền ra, nhân dân khắp nơi trên cả nước lập tức đều trào dâng lòng căm phẫn. Bọn họ đều cảm thấy Long Quốc là nước lớn khí phách mạnh mẽ, lại cầu hòa với Sư Quốc một nước thua trận, điều này là vô cùng nhục nhã, cũng cực kỳ tổn hại đến danh tiếng của quốc gia. Cuộc đàm phán còn chưa chính thức bắt đầu, cũng chưa ký kết hiệp ước ngừng chiến đấu, nhân dân khắp nơi trên cả nước đã sôi sục tiến hành các cuộc biểu tình. Bọn họ dồn dập giơ biểu ngữ, ra đường biểu tình, lên án công khai tể tướng mới nhậm chức Ngụy Nghiêm, mắng Ngụy Nghiêm là quân bán nước, yếu đuối không có năng lực. Mắng chửi nhà họ Ngụy là loạn thần tặc tử, vừa nhậm chức đã bán nước cầu vinh. Những người dân này tâm trạng xúc động phẫn nộ, cái gì cũng dám mắng, thậm chí ngay cả quốc vương Long Quốc cũng dám mắng. Bởi vì quốc vương Long Quốc cách chức của Lê Vĩnh Thiên, trọng dụng Ngụy Nghiêm hạng người ham sống sợ chết này. Bọn họ mắng quốc vương Long Quốc là hôn quân, ngu dốt không có tài cán gì. Đường đường là Long Quốc lại cầu hòa với một nước đánh hoài nhưng vẫn thua như Sư Quốc, người dân không có cách nào chấp nhận được sự thật này. Lúc này, thành phố Đà Lạt cũng đang nổ ra các cuộc diễu hành biểu tình, oanh động khắp các đường to ngõ nhỏ. Lê Vĩnh Thiên theo Chu Nhược Mai đi chọn quà tặng, nhìn thấy chỗ nào cũng đều là người dân biểu tình. Bọn họ lớn tiếng hò hét, yêu cầu quân bán nước Ngụy Nghiêm xuống đài, tự nhận trách nhiệm từ chức. Đồng thời, bọn họ cũng yêu cầu một lần nữa trọng dụng hộ soái bảo vệ Lê Vĩnh Thiên, mời Lê Vĩnh Thiên ra làm quan, lại lần nữa thảo phạt Sư Quốc. Giờ phút này nhân dân cả nước thật sự hoài niệm vị hộ soái bảo vệ Lê Vĩnh Thiên đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, đã đánh là thắng kia biết bao nhiêu. Vĩnh Thiên, bây giờ khắp nơi trên cả nước đều đang lên án công khai Ngụy Nghiêm, yêu cầu ông ta xuống đài, mời anh ra làm quan đi đánh địch. Đây là chuyện tốt nha. Em đoán, không còn bao lâu nữa đâu anh sẽ được trở lại như ngày xưa, lần nữa được trọng dụng rồi. Chu Nhược Mai vui vẻ nói. Sự việc không có đơn giản như vậy đâu. Ngụy Nghiêm thật không dễ dàng mới làm được tể tướng, em cho rằng Ngụy Nghiêm thật sự sẽ tự nhận trách nhiệm từ chức sao? Lê Vĩnh Thiên nói. Bây giờ thanh thế lên án công khai Ngụy Nghiêm lớn như vậy, trước sức ép dư luận có lẽ Ngụy Nghiêm thật sự sẽ tự nhận trách nhiệm từ chức thì sao? Chu Nhược Mai nói. Không có khả năng này đâu. Em quá ngây thơ rồi. Ngụy Nghiêm đã thành lập viện giám sát rồi, người của viện giám sát phân bố khắp nơi trên cả nước, giám sát động thái của các nơi. Những người dân này tiếp tục gây rối như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Lê Vĩnh Thiên nói. Sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Chu Nhược Mai hỏi. Sẽ bị đàn áp, thậm chí bị ám sát. Lê Vĩnh Thiên nói. Nhất thời Chu Nhược Mai cảm thấy sợ hãi sắc mặt cũng thay đổi, hốt hoảng nói. Vậy chúng ta mau chóng kêu gọi bọn họ đừng náo loạn nữa đi. Chúng ta không ngăn cản được đâu. Người dân biểu tình khắp nơi trên cả nước đông như vậy, làm sao chúng ta ngăn cản được nhiều như thế? Lê Vĩnh Thiên nói. Vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn những người dân yêu nước này bị giết hại chết thảm được. Chu Nhược Mai vội vàng nói. Việc cấp bách hiện nay chính là nhanh chóng tìm được bằng chứng phạm tội của Ngụy Nghiêm, sớm ngày vạch trần tội ác của ông ta, diệt trừ tận gốc. Bằng không, Long Quốc vĩnh viễn sẽ không có ngày yên bình. Lê Vĩnh Thiên nói. Bây giờ Ngụy Nghiêm quyền thế ngập trời, nào có dễ dàng diệt trừ ông ta như vậy chứ? Chu Nhược Mai thất vọng nói. Được rồi, trước tiên chúng ta không thảo luận những chuyện này nữa, nhanh chóng trở về nhà thôi, sau đó đi tham dự tiệc mừng thọ của bà nội đấy. Lê Vĩnh Thiên cũng không muốn thảo luận những chuyện này quá nhiều với Chu Nhược Mai ở trên đường cái. Vâng. Chu Nhược Mai cũng biết thảo luận những chuyện này ở trên đường cái vô cùng không thích hợp, lập tức cùng Lê Vĩnh Thiên quay trở lại biệt thự. Sau khi về đến biệt thự, Chu Nhược Mai cũng bảo Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc và Lại Nhi cùng nhau đi tới nhà họ Chu tham gia tiệc mừng thọ sinh nhật của bà nội. Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc và Lại Nhi không thân cũng chẳng quen với bà Chu, cho nên đều không muốn đi tham dự, tất cả đều uyển chuyển từ chối. Bọn họ biết. Nếu bọn họ đi cùng Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai tới tham dự tiệc mừng thọ của bà Chu thì sẽ chỉ có thể bị nhà họ Chu xem như đi ăn trực. Bởi vì Chu Phi Phi đã từng nói, nhà họ Chu mời người một nhà Lê Vĩnh Thiên đi tham dự tiệc mừng thọ của bà Chu, chính là để làm nhục bọn họ. Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc và Lại Nhi cũng không muốn đi để tự rước lấy nhục. Chu Nhược Mai nhìn thấy Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc và Lại Nhi đều từ chối đi tham dự, cũng không cưỡng cầu nữa. Bởi vì cô cũng biết.
đưa bọn họ đi cùng sẽ chỉ khiến cho bọn họ cùng chịu nhục theo mà thôi. Vì thế, Chu Nhược Mai chỉ dẫn theo Lê Vĩnh Thiên, Lê Tuyết Tương đi đến nhà họ Chu, tham dự tiệc mừng thọ sinh nhật của bà nội. Chương 1084 buổi tiệc. Lúc Lê Vĩnh Thiên, Lê Tuyết Tương và Chu Nhược Mai đi đến buổi tiệc ở nhà họ Chu thì Long Trấn Tiêu cũng đã đáp chuyến bay xuống sân bay quân dụng ở thành phố Đà Lạt. Từ lúc Long Trấn Tiêu vừa ngồi chuyên cơ riêng xuất phát từ Long Đô thì sân bay quân dụng ở thành phố Đà Lạt đã nhận được tin tức rồi. Long Trấn Tiêu cùng quản gia và vệ sĩ vừa đi xuống máy bay thì đã có người ở sân bay quân dụng thành phố Đà Lạt này cho xe chuyên dụng chạy ra đón, hộ tống Long Trấn Tiêu đi đến nhà họ Chu. Nhà họ Long ở Long Đô, nhiều đời nay đều là người trung thực thẳng thắn, đã lập rất nhiều công lao hiển hách cho Long Quốc. Tổ tiên của nhà họ Long cũng là người có công lớn trong việc lập nên Long Quốc thuở xưa, được phong chức hộ quốc công. Nhà họ Long từ trước đến nay luôn là dòng họ nổi tiếng và nhận được nhiều sự kính trọng ở Long Quốc. Địa vị của nhà họ Long quyền thế như vậy, đương nhiên quân đội ở thành phố Đà Lạt không dám tiếp đón một cách qua loa. Mặc dù đến đời của Long Trấn Tiêu, nhà họ Long đã có chút sa sút, không còn huy hoàng sáng lạn như trước kia nữa. Nhưng mà, lạc đà có gầy ốm thì vẫn lớn hơn ngựa. Dù thế nào đi nữa, nhà họ Long vẫn là một dòng họ có quyền thế ở Long Quốc như trước kia, trên phương diện chính trị thì nhà họ Long vẫn giữ được một địa vị nhất định. Hơn nữa, Long Trấn Tiêu lúc còn trẻ cũng đã từng quyết chiến với bọn phản quân của Hàn Cừ ở Cửu U Quan, sau đó Lê Vĩnh Thiên giải cứu được quốc vương Long Quốc, được ban thưởng cho bảo vật vô giá, coi như lập được công lớn, vì vậy mà quốc vương Long Quốc cũng từng bước trọng dụng Long Trấn Tiêu hơn. Thế nhưng điều quan trọng nhất vẫn là vì Long Trấn Tiêu có một người con trai là Lê Vĩnh Thiên. Người trong quân đội ai ai cũng biết Long Trấn Tiêu là cha ruột của Lê Vĩnh Thiên. Nếu như không phải tại vì Lê Vĩnh Thiên đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Long, nếu không phải vì Lê Vĩnh Thiên bị cách chức thì với chức vụ hộ soái tối cao của Long Quốc thời điểm đó cũng đủ để khiến cho nhà họ Long có được vẻ vang một cõi. Địa vị hộ soái tối cao của Long Quốc của Lê Vĩnh Thiên thậm chí còn cao hơn cả chức hộ quốc công của tổ tiên anh ngày xưa. Mặc dù bây giờ Lê Vĩnh Thiên đã bị cách chức hộ soái Long Quốc, thế nhưng khi anh vẫn còn giữ chức vụ đó đã từng chinh chiến khắp trời Nam đất Bắc vì Long Quốc, lập được vô số công lao to lớn, đặc biệt anh lại rất được lòng binh sĩ, luôn yêu thương bọn họ như người thân của mình. Người trong quân đội, ai cũng ủng hộ và yêu quý Lê Vĩnh Thiên. Hôm nay, khắp nơi trong cả nước đâu đâu cũng là những lời lên án Ngụy Nghiêm, khiến cho các cuộc biểu tình đòi Lê Vĩnh Thiên phải trở lại diễn ra. Người trong quân đội ai nấy cũng cảm thấy rằng sớm hay muộn thì Lê Vĩnh Thiên cũng sẽ giành lại được quyền quản lý quân đội về tay mình. Lê Vĩnh Thiên lấy lại được quyền quản lý quân đội là điều tất yếu phải xảy ra. Bây giờ, Long Trấn Tiêu thay mặt người nhà họ Long đến thành phố Đà Lạt, cho dù là với địa vị của Long Trấn Tiêu ở hiện tại hay dựa vào mối quan hệ cha con của ông ta với Lê Vĩnh Thiên thì người trong quân đội đều phải bảo vệ Long Trấn Tiêu chu toàn. Hơn 10 chiếc xe chuyên dụng xuất phát từ sân bay quân dụng ở thành phố Đà Lạt chậm rãi chạy đến nhà họ Chu. Lúc này không khí ở nhà họ Chu đã trở nên rất náo nhiệt, khách khứa đông như kiến. Buổi tiệc mừng thọ 70 tuổi của bà Chu, các nhân vật có máu mặt trong các ngành nghề khác nhau ở thành phố Đà Lạt đều đến tham dự, mừng thọ bà ta. Ngoài cổng nhà họ Chu là hàng loạt các dãy xe hơi đắt tiền. Mặc dù nhà họ Chu ở thành phố Đà Lạt này không phải là một dòng họ quyền lực hàng đầu, thế nhưng vẫn được xem như là một dòng họ có chút uy tín, nên cũng xem như là có địa vị rất cao ở thành phố này. Buổi tiệc mừng thọ ngày hôm nay, có rất nhiều người nổi tiếng, có uy tín đã gửi đến rất nhiều quà tặng quý giá. Bà Chu lúc này đã tạm thời quên đi nỗi đau mất cháu của mình, gương mặt niềm nở đón khách đến tham dự. Toàn bộ người nhà họ Chu đều rất nhiệt tình chào hỏi những vị khách quý đến chúc thọ, tham dự buổi tiệc. Những vị khách quý như thế này có thể nhận lời mời đến đây. Người nhà họ Chu cảm thấy vô cùng vinh dự, gương mặt vô cùng rạng rỡ. Lúc buổi tiệc sắp bắt đầu thì Lê Vĩnh Thiên, Lê Tuyết Tương và Chu Nhược Mai cũng vừa đến. Chu Phi Phi lúc này đang đứng đón khách ngoài cổng, nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai đến tham dự, còn đưa Lê Tuyết Tương theo thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù cô ta biết Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai có thể sẽ đến, thế nhưng điều cô ta không ngờ đến chính là hai người họ còn đưa Lê Tuyết Tương theo cùng. Hai người bọn họ đến đây chịu sỉ nhục là đủ rồi, còn muốn đưa mẹ mình đến chịu nhục chung, không biết bọn họ đang nghĩ gì nữa. Thực ra Lê Tuyết Tương đến đây không phải ý của Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai mà là bà tự mình muốn đến tham dự buổi tiệc.
Lê Tuyết Tương đến đây chủ yếu là bởi vì bà nghĩ rằng bản thân vốn dĩ là mẹ ruột của Lê Vĩnh Thiên thì nên đến đây để chào hỏi mẹ và bà của Chu Nhược Mai mới phải. Chương 1085 tiệc sinh nhật. Cho dù thế nào, Chu Nhược Mai và Lê Vĩnh Thiên cũng đã kết hôn, bố mẹ của anh và Chu Nhược Mai là thông gia, xét theo lễ nghĩa thì vẫn phải đến dự. Chị, anh rể, sao hai người đến đây? Chu Phi Phi hỏi với vẻ kinh ngạc. Cô cũng đã tự tay đưa thiệp mời cho chúng tôi có thể không đến sao? Lê Vĩnh Thiên nói. Sinh nhật của bà nội, sao chúng tôi có thể không đến được chứ? Sao vậy, không lẽ không chào đón chúng tôi à? Chu Nhược Mai nói. Tôi thì hoan nghênh đấy nhưng bà nội và bố mẹ tôi có thể sẽ không chào đón lắm đâu, hai người cũng đâu phải không biết. Chu Phi Phi nói. Tôi biết nhưng bà nội mừng thọ 70, tôi là cháu gái của bà nên dù bà có chào đón hay không thì tôi cũng nên đến mừng thọ bà. Chu Nhược Mai nói. Được thôi, vậy mọi người mau vào trong đi, sắp sửa khai tiệc rồi. Chu Phi Phi nói. Sau đó, Chu Phi Phi nói với Lê Tuyết Tương, chào bác, mời bác vào trong ạ. Tiếp theo. Chu Phi Phi dẫn Chu Nhược Mai, Lê Vĩnh Thiên và Lê Tuyết Tương vào nhà họ Chu. Trong nhà Chu lúc này đã có rất đông người đang ngồi, vô cùng náo nhiệt. Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai và Lê Tuyết Tương cùng nhau bước vào, ánh mắt của mọi người đều chú ý vào họ. Tiếng huyên náo lập tức im bặt. Có lẽ do khí thế của Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai quá mạnh nên mọi người đều không cầm lòng nổi mà im lặng. Chu Nhược Mai là người đẹp số một của Đà Lạt, vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi người rung động. Vô số thanh niên trẻ tuổi đều muốn thấy được gương mặt xinh đẹp của cô. Chu Nhược Mai đến tham dự tiệc mừng thọ của bà nội nên đã ăn diện trang điểm thật kỹ càng. Rất nhiều đàn ông đã lập tức chết mê chết mệt vì nhan sắc tuyệt đẹp của cô. Đây là lần đầu tiên Lê Tuyết Tương đến gặp thông gia, tất nhiên bà ấy cũng không muốn quá khiếm nhã nên cũng đã mặc một bộ đồ xinh đẹp, trang điểm một chút. Tuy bà ấy đã đứng tuổi nhưng năm xưa có thể khiến cho Long Chấn Tiêu bất chấp mọi thứ để cưới bà ấy nên chắc chắn cũng là một người đẹp tuyệt trần. Bây giờ bà ấy vẫn còn thướt tha. Một số đàn ông trung niên cũng bị vẻ đẹp của Lê Tuyết Tương thu hút. Đã rất lâu Lê Tuyết Tương không tham dự những buổi tiệc thế này, đã lâu rồi không được trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn nên bà ấy cũng hơi lúng túng, không có quen. Mà Lê Vĩnh Thiên thì càng khỏi phải nói, anh đã từng là hộ soái bảo vệ số một Long Quốc Oai Phong một phương. Cho dù bây giờ anh đã bị cách chức nhưng vẫn còn uy nghiêm, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Lúc này, những vị khách quý có mặt ở đây đều không còn một ai cho rằng Lê Vĩnh Thiên chỉ là một người con rể vô dụng của nhà họ Chu như trước kia nữa. Cho dù anh đã không còn là hộ soái bảo vệ nhưng cũng không có ai dám xem thường anh. Dạo trước, rất nhiều người muốn gặp Lê Vĩnh Thiên một lần cũng rất khó khăn. Hiện giờ có cơ hội được nhìn thấy phong thái của người từng là hộ soái bảo vệ hô mưa gọi gió này nên họ đều không muốn bỏ lỡ. Một số cô gái có mặt ở đây nhìn thấy dáng vẻ sáng sủa, uy phong lẫm liệt của Lê Vĩnh Thiên cũng chết mê chết mệt. Chu Nhược Mai, Lê Vĩnh Thiên, Lê Tuyết Tương vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Thế nhưng còn bà Chu, Chu Thế Huy, Kim Ngọc, Chu Ly Bình và những người còn lại của nhà họ Chu đã lập tức đen mặt khi nhìn thấy Chu Nhược Mai và Lê Vĩnh Thiên bước vào. Chỉ có Chu Thiệu Huy tiến lên đón tiếp nhiệt tình, Nhược Mai, Vĩnh Thiên, cuối cùng mọi người cũng đến rồi. Vâng, thưa bố, đây là mẹ của Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai giới thiệu. Hóa ra là thông gia à? Chào chị, vô cùng hoan nghênh chị đến đây. Tuy Chu Thiệu Huy đã nghe nói Lê Vĩnh Thiên đã tìm lại được mẹ ruột của mình nhưng ông vẫn chưa được gặp Lê Tuyết Tương nên cũng không biết bà ấy là mẹ của Lê Vĩnh Thiên, cho đến khi được Chu Nhược Mai giới thiệu mới biết. Chào anh, Lê Tuyết Tương cũng mới được gặp bố của Chu Nhược Mai lần đầu, bèn vội vàng chào hỏi. Mời chị vào ghế ngồi nhé. Nhược Mai, Vĩnh Thiên, hai con ngồi chung bàn ăn với mẹ các con nhé. Chu Thiệu Huy nhìn thấy thông gia đã đến nên vội vàng mời bà ấy ngồi vào chỗ khách quý. Khoan đã, lúc này, Chu Ly Bình bỗng quát lên một tiếng. Chương 1086 cậy khóe. Nghe thấy tiếng quát giận dữ này của Chu Ly Bình, Chu Nhược Mai, Lê Vĩnh Thiên và Lê Tuyết Tương đều dừng bước. Ly Bình, cô lớn tiếng như vậy làm gì? Cô có chuyện gì à? Chu Thiệu Huy không hài lòng hỏi. Không phải con gái anh và Lê Vĩnh Thiên đã nói không bao giờ bước chân vào nhà họ Chu nữa rồi à? Sao bây giờ lại đến? Chu Ly Bình bắt đầu xỉa sói. Trước đó cô ta thay mặt nhà họ Chu đến tập đoàn Galaxy tìm Chu Nhược Mai bàn chuyện hợp tác lại bị cô từ chối ngay tại trận, chịu đựng sự khó chịu của Chu Nhược Mai. Thậm chí sau đó suýt chút nữa đã bị Lê Vĩnh Thiên bắn chết trước mộ của Dương Văn Đoàn.
cô ta vẫn luôn nén cơn tức này trong lòng, chưa có cơ hội xả ra. Bây giờ Liên Vĩnh Thiên đã không còn là hộ soái bảo vệ nữa, tập đoàn Galaxy cũng mất rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội mỉa mai bọn họ, tất nhiên cô ta sẽ không bỏ qua. Hôm nay là đại thọ 70 tuổi của bà nội, tôi đến để chúc thọ bà. Nếu như không vì sinh nhật của bà nội thì không cũng không đến đây đâu. Chu Nhược Mai bình tĩnh nói. Không phải các người đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Chu rồi hả? Ai là bà nội của cô? Lúc này, Kim Ngọc cũng không nhịn được nữa muốn chế giễu Chu Nhược Mai và Lê Vĩnh Thiên. Lê Tuyết Tương cảm thấy bầu không khí rất không đúng, vô cùng lúng túng. Mặc dù bà cũng đã nghe nói đến nhà họ Chu sẽ chịu nhục nhưng không ngờ đối phương sẽ nhục mạ dữ dội đến vậy. Nếu như không muốn chúng tôi đến thì vì sao các người còn đưa thiệp mời cho chúng tôi? Chu Nhược Mai nói. Bị Chu Nhược Mai hỏi vậy, Kim Ngọc lập tức câm nín không sao trả lời được. Đưa thiệp mời lại không cho người ta tới thì đúng ra rất tự mâu thuẫn. Bà ta đành chuyển đề tài, nếu mấy người đến để chúc thọ bà nội vậy thì tặng quà chúc mừng trước đi. Chu Nhược Mai cũng đã chuẩn bị một phần quà, nghe Kim Ngọc nói vậy cũng buộc lòng cầm quà đi đến trước mặt bà Chu nói. Bà nội, chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đây là chút quà mọn cháu tặng bà, xin bà vui lòng nhận cho. Bà Chu liếc nhìn quà tặng Chu Nhược Mai mang đến, thấy là một hộp quà bèn hỏi, cô đưa quà gì vậy? Là thứ chăm sóc sức khỏe cháu dày công lựa chọn cho bà, có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Chu Nhược Mai trả lời. Nói dễ nghe như vậy, để tôi nhìn xem rốt cuộc là đồ chăm sóc sức khỏe gì lại có thể kéo dài tuổi thọ. Kim Ngọc vừa nói vừa tiến đến mở hộp quà của Chu Nhược Mai. Sau khi mở ra thì thấy Chu Nhược Mai tặng một bộ não kim cương. Thì ra là não kim cương, tôi còn tưởng là chân bảo gì quý hiếm lắm cơ. Bộ não kim cương chừng 70 triệu. Nào có tác dụng kéo dài tuổi thọ gì? Kim Ngọc mỉa mai. Nhược Mai, khách mời của bà nội cô đến chúc thọ nào có ai đưa quà rẻ tiền như vậy? Cô thế này cũng quá khó coi rồi đấy. Này không trách bọn họ được, bây giờ Lê Vĩnh Thiên bị cách chức, không còn là hộ soái bảo vệ nữa, tập đoàn Galaxy của Chu Nhược Mai cũng mất rồi, làm gì còn tiền để tặng quà cao sang. Chu Ly Bình cũng nhân cơ hội móc mỉa. Chu Nhược Mai nghe bọn họ nói vậy thì mặt cũng hơi đỏ lên. Còn Lê Tuyết Tương đã lúng túng cực độ. Khách mời ở đó thấy Chu Nhược Mai chỉ tặng não kim cương có giá trị khoảng 70 triệu đồng làm quà cũng bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán. Mọi người đều cảm thấy Chu Nhược Mai và Lê Vĩnh Thiên đã sa sút đến mức không có tiền để mua quà. Chu Nhược Mai, Lê Vĩnh Thiên, nếu hai người muốn nịnh bợ nhà họ Chu chúng tôi, nối lại quan hệ với nhà họ Chu chúng tôi cũng được thôi, nhưng ít nhất cũng nên bày tỏ thành ý, tặng một phần quà có giá trị chứ. Chu Thế Huy nói. Chương 1087 tặng quà. Tôi chưa từng có ý nghĩ muốn nịnh bợ nhà họ Chu, tôi chỉ mong thân thể bà nội khỏe mạnh, sống lâu hơn. Bộ não kim cương này rất phù hợp với bà. Không cần biết các người nghĩ thế nào, tôi đã thành tâm tặng rồi. Chu Nhược Mai đáp lại. Cô đã nghĩ như vậy, tặng những thứ đồ cổ, tranh chữ vô giá thì có ích lợi gì? Bà nội đã từng này tuổi, quan trọng nhất là thân thể khỏe mạnh. Được rồi. Tặng quà rẻ như vậy cũng muốn ngồi ghế khách quý, các người không thấy xấu hổ à? Vị trí khách quý, tên như ý nghĩa là để cho khách quý đến ngồi. Các người đến bàn phía sau bên kia ngồi đi, Chu Ly Bình khinh bỉ nói. Đủ rồi Ly Bình, đừng phá rối nữa. Mẹ của Lê Vĩnh Thiên là thông gia nhà chúng ta, nếu như ngay cả thông gia cũng không được ngồi ghế khách quý thì ai có tư cách ngồi chỗ khách quý? Chu Thiệu Huy tức giận quát. Chu Ly Bình chẳng những không dừng mà còn cãi lại, ai là thông gia với bà ta. Anh đừng quên Chu Nhược Mai và Lê Vĩnh Thiên đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà chúng ta từ lâu rồi. Đúng vậy, hai vợ chồng bọn họ đến cũng thôi đi, lại còn mang theo mẹ các người đến xin ăn, đúng là chưa thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Kim Ngọc chêm vào. Lúc này, rốt cuộc Lê Vĩnh Thiên không thể nhịn được nữa nói, các người có thể nhục mạ tôi nhưng không được làm nhục mẹ tôi. Tôi cứ làm mẹ cậu nhục nhã đấy. Cậu có thể làm gì được tôi? Chẳng lẽ cậu có thể buộc tội rồi giết tôi chắc? Mẹ cậu chính là ăn xin. Kim Ngọc nói. Ban đầu anh là hộ soái bảo vệ nắm giữ quyền sống chết trong tay. Chúng tôi cầu xin anh tha cho Phi Dương nhưng anh ý chí sắt đá xử tử anh ấy. Bây giờ chúng tôi nhục mạ mẹ anh, có bản lĩnh thì anh xử tử chúng tôi đi. Chu Thế Huy tức giận thêm vào. Nhanh nhanh đến bàn cuối cùng kia ăn đi, đừng có ở chỗ này làm mất thể diện nữa. Không phải ai cũng có thể làm thông gia với nhà họ Chu chúng ta. Lúc này bà Chu cũng lên tiếng. Lê Vĩnh Thiên nghe người nhà họ Chu nhục mạ mẹ mình như mình,
sát khí đột ngột dâng lên muốn ra tay đánh người. Chu Nhược Mai cũng vô cùng hối hận khi đã tham gia tiệc chúc thọ này. Dù cô dự đoán được người nhà họ Chu sẽ lăng nhục mình mà Lê Vĩnh Thiên nhưng hoàn toàn không lường trước được ngay cả mẹ của Lê Vĩnh Thiên cũng bị bọn họ hùa vào làm nhục. Hơn nữa còn nhục mạ quá đáng đến vậy. Vĩnh Thiên, nơi này không chào đón chúng ta đi thôi. Lê Tuyết Tương cảm nhận được sát khí của Lê Vĩnh Thiên thì vội vàng kéo anh đi ra ngoài. Lê Vĩnh Thiên vẫn cực kỳ kiềm chế, tất nhiên sẽ không ra tay đánh người ở nơi này bèn theo mẹ đi. Chu Nhược Mai thấy Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên muốn đi cũng vội vàng bước theo. Ở chỗ này chịu nhục còn không bằng rời khỏi. Cũng không phải chưa từng ăn cơm, một bữa cơm tràn ngập châm chọc thế này thì không ăn cũng được. Để các người ngồi ở bàn ăn cuối cùng đã là nể mặt các người lắm rồi. Không ăn thì dẹp, mau biến đi. Nhà họ Chu chúng tôi không có thông gia nghèo kiết xác như vậy, không phải ai cũng có thể trèo cao được vào nhà họ Chu. Bà Chu thấy Lê Vĩnh Thiên, Lê Tuyết Tương và Chu Nhược Mai muốn đi còn không quên xỉa sói thêm vài câu. Ngay khi Lê Vĩnh Thiên, Lê Tuyết Tương và Chu Nhược Mai sắp ra khỏi cửa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ầm vang của xe quân đội. Lê Vĩnh Thiên xe được tiếng xe quen thuộc này lập tức sửng sốt, không biết sao lại có xe quân đội đến nhà họ Chu. Thường thì nhà họ Chu chỉ là thương nhân, đáng ra không nên có người trong quân đội đến chúc thọ bà Chu chứ. Người nhà họ Chu và khách mời ở đây cũng nghe được rất nhiều tiếng xe ngoài cửa, tất cả đều cực kỳ bất ngờ, không biết có vị nhân vật lớn nào đến thăm nữa. Lê Vĩnh Thiên, Lê Tuyết Tương và Chu Nhược Mai cũng dừng bước, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đến chúc thọ bà Chu. Chương 1088 Long Trấn Tiêu. Lúc này, một đám vệ sĩ đã xuống xe rồi đứng hai bên. Một vệ sĩ trong số đó tiến lên mở cửa xe cho Long Trấn Tiêu. Sau đó, một người đàn ông có phong thái hiên ngang, khí phách ngạo nghễ bước xuống xe. Người đàn ông này chính là Long Trấn Tiêu, bố của Lê Vĩnh Thiên, chồng của Lê Tuyết Tương. Những người hầu của nhà họ Chu phụ trách đón khách ở ngoài cửa vừa thấy chủ nhân Long Trấn Thiên của gia tộc đỉnh cao ở Long Đô đến đây thì đều sợ đến nỗi luống cuống tay chân. Họ không hề ngờ tới ngay cả Long Trấn Thiên, chủ nhân của gia tộc đỉnh cao nhất Long Đô cũng sẽ không ngại đường xá xa xôi đến đây tham dự tiệc mừng thọ của bà Chu. Tuy họ chưa từng gặp qua Long Trấn Tiêu ở ngoài đời nhưng ông ấy là một người có máu mặt như vậy, nên họ đều từng thấy qua trên báo đài. Nhìn thấy sự xuất hiện hoành tráng của Long Trấn Tiêu, họ đều sợ đến nỗi không biết nên đón tiếp thế nào, đồng thời cũng cảm thấy bản thân không đủ tư cách để đón tiếp. Mấy người hầu lũ lượt chạy vào trong, báo cáo tình hình. Bà chủ, không hay rồi, có người máu mặt đến rồi. Một người hầu vừa chạy vào vừa nói năng lộn xộn. Vớ vẩn, có người máu mặt đến sao lại không hay hả? Các người có biết ăn nói không? Là ai đến đấy? Bà Chu hỏi. Là chủ nhân của nhà họ Long ở Long Đô, Long Trấn Tiêu, ngài Long đến rồi. Người hầu ấy căng thẳng nói. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Không ai có thể ngờ được rằng Long Trấn Tiêu, chủ nhân của nhà họ Long ở Long Đô sẽ đến đây mừng thọ bà Chu. Người nhà họ Chu nằm mơ cũng không thể ngờ đến ông ấy sẽ đến đây. Bởi vì họ biết nhà họ Chu của họ và nhà họ Long không thân thiết cũng chẳng quen thuộc, không có dây mơ dễ má nào cả. Ngay cả bà Chu cũng ngạc nhiên đến sững sờ. Bà ta làm gì có năng lực, mặt mũi to lớn để có thể khiến cho một người có máu mặt như Long Trấn Tiêu đến mừng thọ mình. Người nhà họ Chu đều không biết Long Trấn Tiêu là bố của Lê Vĩnh Thiên vì anh chưa từng nói cho họ biết. Lê Vĩnh Thiên biết tin Long Trấn Tiêu đến đây cũng rất ngạc nhiên, không biết rốt cuộc ông ấy đến đây để làm gì. Vĩnh Thiên, chúng ta mau đi thôi. Lê Tuyết Tương sợ gặp Long Trấn Tiêu nên vội vàng kéo Lê Vĩnh Thiên, muốn đi khỏi đây. Mẹ, bây giờ Long Trấn Tiêu đã ở ngoài cửa rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài sẽ gặp ông ta đấy. Lê Vĩnh Thiên nói. Mẹ không muốn gặp ông ta, mẹ trốn trước nhé. Lê Tuyết Tương vừa nói xong thì định tìm chỗ trốn. Mẹ, chỗ này là nhà họ Chu, chúng ta có thể trốn đi đâu được. Mẹ bình tĩnh chút đi, có con ở đây mà, ông ta đâu thể ăn thịt mẹ. Lê Vĩnh Thiên an ủi bà ấy. Anh cũng muốn xem thử rốt cuộc Long Trấn Tiêu đến đây là muốn giở trò gì. Đúng vậy, mẹ à, mẹ đừng căng thẳng. Chuyện gì nên đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt thôi ạ. Chu Nhược Mai cũng an ủi. Lúc này, bà Chu đã tỉnh táo lại rồi nói, mau ra ngoài, đón tiếp ngài Long. Dứt lời, bà Chu bèn đứng dậy trước rồi đi ra ngoài cửa. Người nhà họ Chu vội vàng đi theo bà Chu ra ngoài để đón tiếp Long Trấn Tiêu. Lúc bà Chu đi ngang qua Lê Vĩnh Thiên, Lê Tuyết Tương và Chu Nhược Mai,
bà ấy nói các người còn đứng đây làm gì? Mau cút ra, tránh làm mất mặt người khác. Lê Tuyết Tương không muốn đứng ở đây từ lâu rồi vì không muốn chạm mặt với Long Chấn Tiêu, vừa nghe thấy bà Chu nói vậy thì bà ấy lập tức đi vào một góc. Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai cũng đành phải đi theo Lê Tuyết Tương. Long Chấn Tiêu đang ở bên ngoài, nghĩ đến lát nữa sẽ gặp Lê Tuyết Tương, thật ra ông ấy cũng rất hồi hộp. Ông ấy cử hai vệ sĩ khiêng một dương vàng bạc châu báu, chuẩn bị tặng quà cho bà Chu trước rồi mới tự bước vào. Lúc này, một đám vệ sĩ đã xuống xe rồi đứng hai bên. Một vệ sĩ trong số đó tiến lên mở cửa xe cho Long Chấn Tiêu. Sau đó, một người đàn ông có phong thái hiên ngang, khí phách ngạo nghễ bước xuống xe. Người đàn ông này chính là Long Chấn Tiêu, bố của Lê Vĩnh Thiên, chồng của Lê Tuyết Tương. Những người hầu của nhà họ Chu phụ trách đón khách ở ngoài cửa vừa thấy chủ nhân Long Chấn Thiên của gia tộc đỉnh cao ở Long Đô đến đây thì đều sợ đến nỗi luống cuống tay chân. Họ không hề ngờ tới ngay cả Long Chấn Thiên, chủ nhân của gia tộc đỉnh cao nhất Long Đô cũng sẽ không ngại đường xá xa xôi đến đây tham dự tiệc mừng thọ của bà Chu. Tuy họ chưa từng gặp qua Long Chấn Tiêu ở ngoài đời nhưng ông ấy là một người có máu mặt như vậy, nên họ đều từng thấy qua trên báo đài. Nhìn thấy sự xuất hiện hoành tráng của Long Chấn Tiêu, họ đều sợ đến nỗi không biết nên đón tiếp thế nào, đồng thời cũng cảm thấy bản thân không đủ tư cách để đón tiếp. Mấy người hầu lũ lượt chạy vào trong, báo cáo tình hình. Bà chủ, không hay rồi, có người máu mặt đến rồi. Một người hầu vừa chạy vào vừa nói năng lộn xộn. Vớ vẩn, có người máu mặt đến sao lại không hay hả? Các người có biết ăn nói không? Là ai đến đấy? Bà Chu hỏi. Là chủ nhân của nhà họ Long ở Long Đô, Long Chấn Tiêu, ngài Long đến rồi. Người hầu ấy căng thẳng nói. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Không ai có thể ngờ được rằng Long Chấn Tiêu, chủ nhân của nhà họ Long ở Long Đô sẽ đến đây mừng thọ bà Chu. Người nhà họ Chu nằm mơ cũng không thể ngờ đến ông ấy sẽ đến đây. Bởi vì họ biết nhà họ Chu của họ và nhà họ Long không thân thiết cũng chẳng quen thuộc, không có dây mơ dễ má nào cả. Ngay cả bà Chu cũng ngạc nhiên đến sững sờ. Bà ta làm gì có năng lực, mặt mũi to lớn để có thể khiến cho một người có máu mặt như Long Chấn Tiêu đến mừng thọ mình. Người nhà họ Chu đều không biết Long Chấn Tiêu là bố của Lê Vĩnh Thiên vì anh chưa từng nói cho họ biết. Lê Vĩnh Thiên biết tin Long Chấn Tiêu đến đây cũng rất ngạc nhiên, không biết rốt cuộc ông ấy đến đây để làm gì. Vĩnh Thiên, chúng ta mau đi thôi. Lê Tuyết Tương sợ gặp Long Chấn Tiêu nên vội vàng kéo Lê Vĩnh Thiên, muốn đi khỏi đây. Mẹ, bây giờ Long Chấn Tiêu đã ở ngoài cửa rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài sẽ gặp ông ta đấy. Lê Vĩnh Thiên nói. Mẹ không muốn gặp ông ta, mẹ trốn trước nhé. Lê Tuyết Tương vừa nói xong thì định tìm chỗ trốn. Mẹ, chỗ này là nhà họ Chu, chúng ta có thể trốn đi đâu được. Mẹ bình tĩnh chút đi, có con ở đây mà, ông ta đâu thể ăn thịt mẹ. Lê Vĩnh Thiên an ủi bà ấy. Anh cũng muốn xem thử rốt cuộc Long Chấn Tiêu đến đây là muốn giở trò gì. Đúng vậy, mẹ à, mẹ đừng căng thẳng. Chuyện gì nên đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt thôi ạ. Chu Nhược Mai cũng an ủi. Lúc này, bà Chu đã tỉnh táo lại rồi nói, mau ra ngoài, đón tiếp ngài Long. Dứt lời, bà Chu bèn đứng dậy trước rồi đi ra ngoài cửa. Người nhà họ Chu vội vàng đi theo bà Chu ra ngoài để đón tiếp Long Chấn Tiêu. Lúc bà Chu đi ngang qua Lê Vĩnh Thiên, Lê Tuyết Tương và Chu Nhược Mai, bà ấy nói các người còn đứng đây làm gì. Mau cút ra, tránh làm mất mặt người khác. Lê Tuyết Tương không muốn đứng ở đây từ lâu rồi vì không muốn chạm mặt với Long Chấn Tiêu, vừa nghe thấy bà Chu nói vậy thì bà ấy lập tức đi vào một góc. Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai cũng đành phải đi theo Lê Tuyết Tương. Long Chấn Tiêu đang ở bên ngoài, nghĩ đến lát nữa sẽ gặp Lê Tuyết Tương, thật ra ông ấy cũng rất hồi hộp. Ông ấy cử hai vệ sĩ khiêng một dương vàng bạc châu báu, chuẩn bị tặng quà cho bà Chu trước rồi mới tự bước vào. Chương 1089 đón tiếp. Đúng lúc này, bà Chu đã dẫn người nhà họ Chu ra ngoài đón tiếp. Ông Long, rốt cuộc là cơn gió nào đưa ông tới đây vậy? Bà Chu cười rạng rỡ nói. Bà Chu, được biết hôm nay là đại thọ 70 tuổi của bà, cho nên hôm nay tôi đến để chúc thọ bà, và gửi tặng bà một món quà. Chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Long Chấn Tiêu nói. Ông Long hôm nay tới đây. Rồng đến nhà tôm khiến cho nhà họ Chu tôi nhà tranh thêm sáng. Ông có thể đến, là đã cho bà lão già tôi đây thể diện quá lớn rồi, còn cần tặng quà gì nữa chứ? Bà Chu cười không khép được miệng.
bởi vì món quà Long Trấn Tiêu tặng không cần nhìn cũng biết là món quà vô cùng đắt đỏ. Đây chỉ là chút tấm lòng của tôi, cũng không to tát gì, mong bà Chu nhận cho. Long Trấn Tiêu nói xong, liền ra hiệu cho người của mình đem hộp trang sức vàng bạc đi vào. Ông Long quá khách khí rồi, mời vào. Bà Chu tuy không biết Long Trấn Tiêu tại sao lại đến, nhưng bà ta cũng không tiện hỏi. Dù sao thì người ta đến, thì chính là khách hơn nữa lại là vị khách quý, sao có thể hỏi người ta tại sao đến cơ chứ. Bà Chu, mời, Long Trấn Tiêu nói. Sau đó, mọi người đều bước vào. Ngoại trừ hai vệ sĩ bưng quà ra, những vệ sĩ còn lại đều đứng ở bên ngoài canh giữ. Lê Tuyết Tuyết Tương thấy Long Trấn Tiêu đi vào, vội vàng nấp sau lưng Lê Vĩnh Thiên. Bởi vì dáng người Lê Vĩnh Thiên cao lớn, bà cảm thấy có thể che được mình. Sau khi hai vệ sĩ đặt hộp trang sức vàng bạc của ông Long xuống, liền đi ra ngoài. Bà Chu, đây là hộp trang sức vàng bạc của ông Lặng tặng, mời bà nhận cho. Lúc này quản gia Khương Hạc nói. Nghe thấy Khương Hạc nói Long Trấn Tiêu tặng một hộp trang sức vàng bạc, bà Chu và những người khác trong nhà họ Chu đều vô cùng kinh ngạc. Một hộp trang sức vàng bạc, giá trị của nó là vô cùng lớn, nhà họ Long ra tay thật là hào phóng. Ông Long quá khách sáo rồi, tặng món quà đặt giá như vây, khiến bà lão tôi đây được quý mến mà lo sợ. Bà Chu nói, mà Long Trấn Tiêu lúc này tâm trí đã không còn để ý đến bà ta, căn bản không nghe những gì bà Chu nói. Ông đến chúc thọ bà Chu, chỉ là một cái cơ, mục đích thực sự ông đến đây chính là để có thể tận mắt nhìn thấy Lê Tuyết Tương ở đây. Ông ta bắt đầu nhìn ngó xung quanh, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Lê Tuyết Tương. Nhưng, khi ông đã nhìn khắp phòng cũng không nhìn thấy Lê Tuyết Tương. Ông chỉ nhìn thấy con trai Lê Vĩnh Thiên và con dâu Chu Nhược Mai đứng ở góc phòng, không hề nhìn thấy Lê Tuyết Tương. Long Trấn Tiêu không khỏi có chút thất vọng, cho rằng Lê Tuyết Tương căn bản không hề đến. Ông lần này đến nhà họ Chu, trong lòng chỉ là muốn gặp vợ Lê Tuyết Tương chứ không phải con trai Lê Vĩnh Thiên. Khi ở Cửu Ô Quan, ông đã gặp Lê Tuyết Tương. Không nhìn thấy Lê Tuyết Tương, Long Trấn Tiêu đành phải đi về phía Lê Vĩnh Thiên, định hỏi anh xem, Lê Tuyết Tương rốt cuộc có đến hay không. Mọi người ở đây đều khoác biết Long Trấn Tiêu tại sao lại đi về phía Lê Vĩnh Thiên, đều nghĩ là ông ta muốn chào hỏi Lê Vĩnh Thiên. Suy cho cùng thì Lê Vĩnh Thiên đã từng là hộ soái số 1 của Long Quốc, Long Trấn Tiêu tới chào hỏi anh ta một tiếng cũng là điều rất bình thường. Long Trấn Tiêu đi từng bước đến chỗ Lê Vĩnh Thiên dưới ánh mắt của mọi người. Không có ai lên tiếng, mọi người đều muốn được nghe xem hai nhân vật lớn Long Trấn Tiêu và Lê Vĩnh Thiên này sẽ nói chuyện với nhau như thế nào. Lê Tuyết Tương đang núp đằng sau lưng Lê Vĩnh Thiên khi nghe thấy bước chân của Long Trấn Tiêu ngày càng gần, tim bà không khỏi đập nhanh căng thẳng. Bởi vì bà biết, chỉ cần Long Trấn Tiêu đến gần, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra bà. Quả nhiên, khi Long Trấn Tiêu đi tới, nhìn thấy người vợ Lê Tuyết Tương ngày đêm thương nhớ của mình đang giống như một cô gái ngại ngượng nấp sau lưng con trai Lê Vĩnh Thiên. Chương 1090 không được lại gần. Đứng lại, không được bước thêm bước nào nữa. Khi Lê Vĩnh Thiên nhìn thấy Long Trấn Tiêu tiến lại gần, anh nóng lòng muốn bảo vệ mẹ của mình, liền hét lên một tiếng. Khi nhà họ Chu và tất cả mọi người trong phòng trông thấy Lê Vĩnh Thiên dám gào thét vào mặt của Long Trấn Tiêu, tất cả bọn họ đều bị sốc. Bọn họ đều cho rằng Lê Vĩnh Thiên hết sức láo xược, tưởng bản thân anh vẫn còn là hộ soái bảo vệ hàng đầu của Long Quốc hay sao. Không ngờ dám hành động lỗ mãng như vậy với Long Trấn Tiêu, đúng là không biết điều mà. Đương nhiên Long Trấn Tiêu không hề sợ sệt trước tiếng thét của con trai Lê Vĩnh Thiên, ông ấy vẫn tiếp tục bước về phía trước. Tôi bảo ông đứng lại mà. Ông không nghe thấy sao? Lỗ tai ông bị điếc rồi hả? Lê Vĩnh Thiên trông thấy Long Trấn Tiêu không thèm nghe lời cảnh cáo của anh, vẫn mặc nhiên tiến lại gần, anh hét lớn một lần nữa. Lúc này, Chu lão phu nhân cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi, bèn hét lên, Lê Vĩnh Thiên, cậu thật láo xược, không được vô lễ. Chẳng lẽ cậu không biết ông ấy là Long đại nhân của nhà họ Long tại Long Đô sao? Ở đây không còn việc gì của cậu nữa, hãy mau chóng đưa bà mẹ ăn mày hôi hám của cậu cút khỏi đây đi. Cút càng xa càng tốt, ở đây không hoan nghênh hai mẹ con cậu. Long Trấn Tiêu nghe thấy Chu lão phu nhân dám mắng chửi vợ của ông ấy là một ăn mày hôi hám, lập tức quay đầu lại, ánh nhìn như tia lửa điện, trừng mắt hướng về phía của Chu lão phu nhân. Chu lão phu nhân bị nhìn chằm chằm bởi ánh nhìn như tia lửa điện của Long Trấn Tiêu, lập tức rùng cả mình. Không hiểu bản thân bà ta đã nói sai điều gì rồi. Người mà bà ta giáo huấn là Lê Vĩnh Thiên, bà ta đang nói đỡ cho Long Trấn Tiêu mà.
tại sao Long Chấn Tiêu lại quay qua trừng mắt nhìn bà ta cơ chứ? Long Chấn Tiêu bị Lê Vĩnh Thiên cảnh cáo tận hai lần, nhưng vẫn kiên quyết bước về phía của Lê Vĩnh Thiên. Ông ấy đã không gặp Lê Tuyết Tương gần mười mấy năm rồi. Hôm nay, bất luận thế nào ông ấy cũng phải gặp lại bà ấy. Lê Vĩnh Thiên là con trai của ông ấy, đương nhiên ông ấy không thể sợ con trai của mình rồi. Ông ấy là một người bố, có lợi thế về tâm lý, có thách thì Lê Vĩnh Thiên cũng không dám đánh ông ấy. Năm đó Lê Vĩnh Thiên và mẹ bị nhà họ Long đuổi đi một cách tuyệt tình, trong lòng anh chứa đầy thù hận với nhà họ Long và Long Chấn Tiêu. Mẹ của anh Lê Tuyết Tương không muốn gặp Long Chấn Tiêu, anh sẽ tuyệt đối không để cho Long Chấn Tiêu và mẹ anh gặp mặt nhau. Vào đúng lúc Lê Vĩnh Thiên chuẩn bị đánh nhau với Long Chấn Tiêu, Lê Tuyết Tương đột nhiên đứng dậy từ sau lưng anh, bốn mắt nhìn nhau với Long Chấn Tiêu. Long Chấn Tiêu trông thấy Lê Tuyết Tương đứng dậy, ông ấy đột nhiên dừng lại, không bước về phía trước nữa. Lần này, ông ấy cuối cùng cũng gặp được người vợ ngày thương trộm nhớ Lê Tuyết Tương của mình rồi. Bây giờ, tuy Lê Tuyết Tương trông già đi rất nhiều, nhưng trong mắt của Long Chấn Tiêu, bà ấy vẫn quyến rũ như ngày nào. Bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc trong lòng Long Chấn Tiêu có nhiều cảm xúc đan xen, vốn dĩ ông ấy đã nghĩ ra rất nhiều điều để nói với Lê Tuyết Tương, nhưng vào giây phút này, ông ấy đột nhiên không biết mình nên nói những gì. Ông ấy chưa kịp mở miệng nói lời nào, nước mắt đã chịu không nổi rơi xuống trước rồi. Năm đó, ông ấy tuyệt tình đuổi mẹ con Lê Tuyết Tương rời khỏi nhà họ Long, khiến hai mẹ con bà ấy chịu vô vàn khổ cực, ông ấy cảm thấy vô cùng áy náy. Những người có mặt tại đó đều đang đợi xem một vở kịch hay. Tưởng rằng Lê Vĩnh Thiên và Long Chấn Tiêu sẽ đánh với nhau một trận, không ngờ khi Lê Tuyết Tương vừa đứng dậy, Long Chấn Tiêu liền dừng bước. Điều mà tất cả bọn họ đều không hiểu là khi Long Chấn Tiêu và Lê Tuyết Tương đối mặt với nhau, bỗng nhiên ông ấy rơi nước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tình cảnh ngoài ý muốn này khiến cho tất cả mọi người đều bối rối, cảm thấy khó hiểu. Đường đường là gia chủ nhà họ Long, tại sao lại đột nhiên rơi nước mắt chứ? Tuyết Tương, Long Chấn Tiêu nghẹn ngào, rốt cuộc cũng thốt ra được hai từ này. Chương 1091 tên gọi. Tương. Khi nghe thấy Long Chấn Tiêu gọi một phụ nữ trung niên như Lê Tuyết Tương đây với tên gọi thân mật như thế, ngoài Lê Vĩnh Thiên ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc và không thể giải thích được, cảm thấy hết sức mơ hồ. Đường đường là gia chủ nhà họ Long, tại sao lại gọi mẹ của Lê Vĩnh Thiên là Tương hết sức thân mật như vậy, rốt cuộc là giữa Long Chấn Tiêu và Lê Tuyết Tương có mối quan hệ như thế nào? Tôi là Lê Tuyết Tương, không phải Tuyết Tương, Long đại nhân xin hãy tự trọng, đừng gọi lung tung. Lê Tuyết Tương lạnh lùng nói. Khi nghe thấy Lê Tuyết Tương nói thế, mọi người đều cho rằng Long Chấn Tiêu đã nhận lầm người. Một người có chức có quyền như Long Chấn Tiêu, làm sao có quan hệ với một người như Lê Tuyết Tương đây cơ chứ? Tuyết Tương, năm xưa là do lỗi của tôi, khiến bà chịu nhiều khổ cực như vậy, tôi đáng tội chết muôn lần. Long Chấn Tiêu tiếp tục nói. Không cần nói thêm gì nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Hiện tại cuộc sống của tôi và Vĩnh Thiên đều rất ổn, xin ông đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Lê Tuyết Tương vẫn nói một cách lạnh lùng. Nghe đến những lời đó của Lê Tuyết Tương, mọi người lại kinh ngạc một lần nữa, chẳng lẽ Long Chấn Tiêu thật sự có mối quan hệ nào đó với bà ấy sao? Tuyết Tương, năm xưa tôi đuổi hai mẹ con bà rời khỏi nhà họ Long, là do tôi có nỗi khổ tâm. Long Chấn Tiêu nói, ông thì có nỗi khổ tâm gì chứ? Chẳng phải ông chê tôi có xuất thân nghèo nàn, không xứng làm vợ của ông mà. Không xứng là con dâu của nhà họ Long đó sao? Đừng viện cớ để lừa dối tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ tin vào lời nói nào của ông nữa đâu. Lê Tuyết Tương nói. Sau khi mọi người nghe hết những lời Lê Tuyết Tương vừa nói, bọn họ đều choáng váng. Chẳng lẽ Lê Tuyết Tương này từng là vợ của Long Chấn Tiêu sao? Nhà họ Chu cũng vô cùng ngạc nhiên, nếu Lê Tuyết Tương thực sự là vợ của Long Chấn Tiêu, thì khi nãy bọn họ vừa xỉ vả bà ấy, chẳng phải là tự tát vào mặt mình đó sao? Lúc này, quản gia Khương Hạc nói, Long phu nhân. Năm xưa Long đại nhân đuổi bà và cậu chủ rời khỏi nhà họ Long, thật sự là có nỗi khổ tâm không thể nói ra, xin bà hãy tha thứ cho Long đại nhân. Trong những năm qua, Long đại nhân đều ngày đêm nhớ đến bà đấy. Mọi người nghe thấy những lời Khương Hạc vừa nói, cuối cùng đã có câu trả lời chắc chắn, thì ra Lê Tuyết Tương thật sự là vợ của Long Chấn Tiêu. Nếu không thì làm sao Khương Hạc lại gọi bà ấy là Long phu nhân được chứ? Chu lão phu nhân và cả nhà họ Chu khi biết Lê Tuyết Tương chính là vợ của Long Chấn Tiêu, nhớ lại những điều sỉ nhục mà họ đã làm với Lê Tuyết Tương, tất cả bọn họ đều không giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Hiện giờ bọn họ vẫn chưa biết Lê Vĩnh Thiên chính là cậu chủ của nhà họ Long, con trai của Long Trấn Tiêu. Vì Lê Vĩnh Thiên mang họ Lê, chứ không phải là họ Long. Bọn họ đều cho rằng Lê Vĩnh Thiên là đứa con trai được sinh ra bởi Lê Tuyết Tương cùng với người đàn ông khác sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Long. Khương quản gia, không ngờ đến cả người thật thà như ông đây, cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt nhỉ. Năm xưa khi nhà họ Long đuổi hai mẹ con tôi đi, chính là vì chê tôi không xứng với nhà họ Long, ông không cần nói thêm gì nữa đâu. Lê Tuyết Tương nói, sự thật không phải như vậy đâu. Năm xưa là vì Thái sư vu khống nhà họ Long tạo phản với quốc vương Long Quốc, đồng thời ngụy tạo ra những chứng cứ tạo phản của nhà họ Long khi đó phải đối mặt với tai họa chém đầu cả gia tộc. Long đại nhân vì muốn bảo vệ dòng máu cuối cùng của nhà họ Long, nên mới nhẫn tâm đuổi bà và cậu chủ rời khỏi nhà họ Long. Ông ấy làm như vậy, thực ra là đang bảo vệ tính mạng của hai mẹ con bà đó. Khương Hạc nói. Sau khi mọi người nghe hết những lời Khương Hạc vừa nói, lại một phen bàng hoàng, không ngờ rằng nhà họ Long lại từng phải đối mặt với nguy cơ bị chém đầu cả gia tộc. Vào lúc này, Lê Vĩnh Thiên nổi giận nói, đừng có bịa đặt thêm nữa. Các người tưởng tôi vẫn còn là con nít 3 tuổi hay sao? Nếu như Thái Sư đã vu khống nhà họ Long tạo phản với quốc vương Long Quốc, đồng thời cũng đã ngụy tạo chứng cứ tạo phản của nhà họ Long, thế tại sao nhà họ Long còn có thể thoát tội, và không bị chém đầu cả gia tộc cơ chứ? Cậu chủ, đó là vì sau đó quốc vương Long Quốc đã điều tra rõ tận chân tơ kẽ tóc, biết rằng nhà họ Long tuyệt đối trung thành, không hề có ý tạo phản, mà chính Thái Sư mới là người có ý muốn tạo phản. Sau đó, chẳng phải quốc vương Long Quốc đã xử trảm Thái Sư rồi đó sao? Những sự việc này, cậu vốn là một hộ soái bảo vệ, chắc chắn đã từng nghe nói đến rồi mà. Khương Hạc nói. Mọi người nghe thấy Khương Hạc gọi Lê Vĩnh Thiên là cậu chủ, đột nhiên lại bàng hoàng lần nữa, thì ra Lê Vĩnh Thiên thực sự là con trai của Long Trấn Tiêu và Lê Tuyết Tương, là cậu chủ của nhà họ Long. Thái Sư bị xử trảm, tôi có nghe nói đến. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe quốc vương Long Quốc nói về việc nhà họ Long từng bị vu khống. Bây giờ Thái Sư đã qua đời rồi, chết không đối chứng, các người muốn nói gì mà chả được. Lê Vĩnh Thiên nói. Chương 1092 tôi chỉ là thường dân. Cậu chủ, nếu như cậu không tin thì có thể đến hỏi quốc vương Long Quốc. Khương Hạc nói. Hiện tại tôi chỉ là một dân thường, lấy tư cách gì mà gặp quốc vương Long Quốc chứ? Rõ ràng ông biết tôi không thể gặp quốc vương. Vì thế muốn tôi đi hỏi quốc vương chứ gì? Lê Vĩnh Thiên nói. Cậu chủ, tôi nói câu nào câu nấy cũng đều là sự thật cả. Khương Hạc nói. Đừng gọi tôi là cậu chủ, tôi không phải là cậu chủ của các người. Lê Vĩnh Thiên nói. Chỉ cần cậu đồng ý quay về nhà họ Long, cậu chính là cậu chủ của nhà họ Long, có không ngớt vinh hoa phú quý chờ cậu thừa hưởng. Khương Hạc nói. Lê Vĩnh Thiên tôi từng là hộ soái bảo vệ hàng đầu của Long Quốc. Vinh hoa phú quý như nào mà tôi chưa hưởng thụ qua. Tôi không cần nhà họ Long, tôi tuyệt đối không bước vào nhà họ Long một bước. Lê Vĩnh Thiên nói. Lúc này, Long Trấn Tiêu nói với Lê Tuyết Tương, Tuyết Tương, bà nghe tôi nói, kỳ thực tôi vẫn luôn yêu bà, năm đó đuổi hai mẹ con đi, thật sự là vì nhà họ Long phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Tôi không nghe, tôi không nghe. Lê Tuyết Tương hai tay bịt tai lại, không muốn nghe Long Trấn Tiêu giải thích. Long Trấn Tiêu nhìn thấy hành động này của Lê Tuyết Tương vẫn đáng yêu như năm nào, suýt chút không nhịn được cười. Ông ta nói tiếp, hiện tại Vĩnh Thiên đã bị cách chức, rất nhiều người muốn giết nó, hoàn cảnh của nó rất nguy hiểm. Bà và Vĩnh Thiên chỉ còn nước quay về nhà họ Long, thì sẽ không ai dám sát hại hai mẹ con bà nữa. Lê Tuyết Tương nghe Long Trấn Tiêu nói thế, bỗng chốc ngẩn người. Vì bà ấy cảm thấy lần này lời Long Trấn Tiêu nói là sự thật. Tối qua có một nhóm sát thủ đến vây giết con trai Lê Vĩnh Thiên của bà. Tối qua tuy thoát nạn, nhưng bản thân ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối, chính bởi, minh thương dịch chắn, ám tên khó phòng, lần sau chưa chắc có thể may mắn thoát nạn nữa. Nếu quay về nhà họ Long, có sự bảo vệ của nhà họ Long, kẻ địch không dám xông vào nhà họ Long, hỏng giết chết Lê Vĩnh Thiên nữa. Long Trấn Tiêu biết Lê Vĩnh Thiên không đồng ý quay về nhà họ Long, vì thế ông ta mới ra tay với Lê Tuyết Tương. Chỉ cần Lê Tuyết Tương đồng ý quay về nhà họ Long, thì Lê Vĩnh Thiên nhất định cũng sẽ theo mẹ quay về nhà họ Long. Tuyết Tương, từ sau khi bà rời đi, những năm này, tôi cũng không cưới thêm ai. Tôi vẫn luôn đợi bà, tôi thật lòng yêu bà. Vì sự an toàn của Vĩnh Thiên, xin bà theo tôi về nhà họ Long nhé. Long Trấn Tiêu nói. Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là Tuyết Tương một cách thân mật như thế, nghe xến lắm. Lê Tuyết Tương không cự tuyệt, cũng không đáp ứng.
chỉ là chuyển đổi đề tài. Nghĩ lại sự thê thảm khi bị đuổi khỏi nhà họ Long năm đó, trong lòng bà ấy vẫn rất tức giận, không dễ gì tha thứ cho Long Chấn Tiêu được. Long Chấn Tiêu, đừng hòng lợi dụng tôi để uy hiếp mẹ tôi. Lê Vĩnh Thiên căm phẫn nói. Tiếp đó, Lê Vĩnh Thiên nói với Lê Tuyết Tương, mẹ à, mẹ đừng nghe lời sằng bậy của ông ta. Không ai có thể giết được con không cần sự bảo vệ của nhà họ Long. Đây vốn là nơi tổ chức tiệc mừng thọ của bà Chu, hiện tại bỗng trở thành nơi tranh chấp tình cảm giữa Long Chấn Tiêu, Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên. Nhưng, những người có mặt tại đây đều không ai dám lên tiếng, càng không ai dám đuổi họ đi. Vì, Long Chấn Tiêu là gia chủ của dòng tộc đẳng cấp nhất của thủ đô Long Quốc. Nghe nhiều về những đối thoại của Long Chấn Tiêu, Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên như vậy, những người có mặt về cơ bản đã có thể nắm rõ mối quan hệ giữa họ rồi. Lê Tuyết Tương là vợ của Long Chấn Tiêu, Lê Vĩnh Thiên là con của Long Chấn Tiêu, chỉ là năm đó nhà họ Long đối mặt với nguy cơ to lớn, Long Chấn Tiêu vì muốn bảo vệ tính mạng của Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên, vì muốn giữ lại dòng máu cho nhà họ Long, nên đành lòng đuổi họ ra khỏi nhà họ Long. Trước đây, không ai từng nghĩ đến, Lê Vĩnh Thiên từng bị người khác xem là đồ bỏ đi lại xuất thân từ dòng tộc đẳng cấp nhất, là cậu chủ lớn của nhà họ Long, con trai của Long Chấn Tiêu. Thì ra Lê Vĩnh Thiên là đời sau của danh môn, khó trách sao anh có thể làm được hộ soái bảo vệ. Thật là hổ phụ sinh hổ tử mà. Sau khi nhà họ Chu nắm rõ mối quan hệ này, bỗng chốc nhìn Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên bằng một con mắt khác. Người ta Lê Tuyết Tương là vợ của Long Chấn Tiêu, và lại Long Chấn Tiêu còn yêu bà ấy như thế, chỉ cần bà ấy đồng ý quay về nhà họ Long, lập tức trở thành Long phu nhân cao quý ngay. Và Lê Vĩnh Thiên, hiện tại tuy không còn là hộ soái bảo vệ nữa, nhưng chỉ cần anh nhận lại bố, quay về nhà họ Long, liền lập tức biến thân thành cậu chủ của nhà họ Long ngay. Nhà họ Long, đó là sự tồn tại mà bao nhiêu dòng tộc khác cũng không dám trèo cao với tới nữa. Cho dù là dòng tộc hàng đầu của Đà Lạt, trước mặt nhà họ Long, cũng chả là gì. Nhà họ Chu trước đây có nằm mơ cũng không dám có quan hệ gì với nhà họ Long, chưa từng nghĩ có thể trèo cao đến thế. Tuy nhiên, hiện tại họ lại có cơ hội với cao đến nhà họ Long. Vì Chu Nhược Mai là vợ của Lê Vĩnh Thiên. Đây là sự thật không thể chối cãi. Chu Nhược Mai là người nhà họ Chu, kết hôn với cậu chủ Lê Vĩnh Thiên của nhà họ Long, nhà họ Chu và nhà họ Long đã là thông gia, là xui gia. Có thể thông qua tầng lớp quan hệ này, với tay đến nhà họ Long, khiến nhà họ Chu một bước nhảy lên thành dòng tộc đẳng cấp. Nghĩ thông mối quan hệ này, bà Chu liền đi về phía Long Chấn Tiêu. Người nhà họ Chu thấy bà Chu đi về phía Long Chấn Tiêu, cũng đi theo qua đó. Lúc này, đối thoại giữa Long Chấn Tiêu, Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên đã rơi vào cục diện bế tắc. Lê Vĩnh Thiên kiên quyết không chịu quay về nhà họ Long, Long Chấn Tiêu cũng không biết nên nói gì nữa. Ông ấy cũng biết, năm đó đuổi Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên ra khỏi nhà họ Long, đã làm tổn thương đến trái tim họ, hiện tại hai mẹ con oán hận bản thân cũng là điều vô cùng bình thường. Đoạn ân oán tình sầu này, không thể nói hóa giải là có thể hóa giải được, cần phải tốn chút thời gian. Vừa nãy Lê Tuyết Tương nghe những lời nói từ Long Chấn Tiêu, kỳ thực cũng có chút động lòng, nhưng Lê Vĩnh Thiên không chịu quay về, đương nhiên bà ấy cũng không thể quay về một mình được. Ngài Long, thật không ngờ, cháu rể hiền tài của tôi lại là cậu chủ nhà họ Long. Lúc này, bà Chu đi đến trước mặt Long Chấn Tiêu, nở nụ cười tươi rói và nói. Khách khứa có mặt tại đây, nghe thấy bà Chu nói thế đều nổi hết da gà. Chẳng phải vừa rồi bà Chu còn mắng Lê Vĩnh Thiên và mẹ anh Lê Tuyết Tương sao? Còn muốn đuổi họ đi, bây giờ liền sửa lời, Lê Vĩnh Thiên trở thành cháu rể hiền tài của nhà bà ta rồi. Chương 1093 ngẩn ngơ. Long Chấn Tiêu nghe thấy bà Chu nói thế, bỗng chốc ngẩn người. Lần này ông ấy đến đây, một lòng là vì muốn gặp Lê Tuyết Tương, hóa giải ân oán, không nghĩ đến sẽ bàn luận về mối quan hệ thân thích với nhà họ Chu. Vì hiện tại Lê Tuyết Tương vẫn chưa chịu quay về, Lê Vĩnh Thiên cũng chưa chịu nhận lại ông bố này, muốn đoạn tuyệt với nhà họ Long. Hiện tại bản thân ông với nhà họ Chu, kỳ thực cũng chưa có mối quan hệ gì. Tuy bản thân là bố ruột của Lê Vĩnh Thiên, nhưng bố con chưa nhận nhau thì đồng nghĩa với việc không có quan hệ thân thích gì với nhà họ Chu cả. Vì thế, ông ấy cũng không biết phải tiếp lời như nào. Sợ bản thân nói sai lời, sẽ bị Lê Vĩnh Thiên và Lê Tuyết Tương mắng mất. Chu Nhược Mai thấy bà nội chuyển biến nhanh như vậy, cũng cảm thấy có chút khó chịu. Ngài Long, thật không ngờ chúng ta lại là thông gia ấy.
Nhược Mai nhà chúng tôi đã kết hôn với cậu chủ nhà ngài được 3 năm rồi, chúng tôi vẫn không biết Vĩnh Thiên là con trai của ngài. Chu Ly Bình cũng liền gió chiều nào theo chiều ấy, muốn đeo bám quan hệ với Long Trấn Tiêu. Long Trấn Tiêu vẫn không biết phải tiếp lời như nào, nếu như không có sự đồng ý của Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên, mà tự ý thừa nhận thông gia với nhà họ Chu, chắc chắn sẽ bị Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên mắng mặt dày mất. Thấy Long Trấn Tiêu không đáp trả, Chu Ly Bình liền chuyển hướng sang Lê Tuyết Tương, bà thông gia, Nhược Mai nhà tôi có thể gả cho cậu chủ Lê, đúng là phúc phận của con bé. Cậu chủ Lê oai phong lẫm liệt, là một nhân tài, và lại cậu ấy còn rất khiêm tốn khiêm nhường, lễ phép với trưởng bối, lại hiếu thuận, thật sự rất có gia giáo. Bà rất biết cách quản dạy con trai. Lê Tuyết Tương đối diện với sự đột biến quá lớn của nhà họ Chu, bà ấy cũng thấy bối rối. Vừa nãy bà ấy còn bị mắng là ăn mày xin cơm, bị mắng là đến đây ăn bám nữa cơ mà. Vừa nãy bản thân bà ấy cũng gọi Chu Ly Bình là bà thông gia, nhưng Chu Ly Bình không muốn làm thông gia với bà ấy, nói Chu Nhược Mai và Lê Vĩnh Thiên đã sớm cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu rồi. Hiện tại, Chu Ly Bình mở miệng là bà thông gia, khép miệng cũng là bà thông gia, khiến bà ấy có chút mất nhịp theo không kịp luôn. Chu Nhược Mai nghe những lời này của Chu Ly Bình, càng cảm thấy khó chịu hơn. Tuy cô đã sớm thấy rõ bộ mặt gió chiều nào theo chiều nấy của nhà họ Chu, nhưng cũng không ngờ họ có thể mặt dày đến mức như thế. Tốc độ lật mặt của nhà họ Chu đã đến mức đỉnh cao, vượt ra khỏi tưởng tượng của cô. Khách khứa có mặt tại đây đều biết rõ bộ mặt của nhà họ Chu, nhưng lần này nhà họ Chu lật mặt nhanh đến thế, cũng vượt khỏi tưởng tượng vốn có của họ luôn. Đương nhiên, bọn họ cũng biết nhà họ Chu lật mặt nhanh như chớp, hoàn toàn là vì sự có mặt của Long Trấn Tiêu. Nếu không phải Long Trấn Tiêu là chồng của Lê Tuyết Tương, là bố của Lê Vĩnh Thiên, thì người nhà họ Chu tuyệt đối không thể lấy lòng Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên được. Long phu nhân, mau đến bàn khách quý ngồi nào. Nhà họ Chu chúng tôi có thể trở thành thông gia với nhà bà, thật sự vinh hạnh cho nhà họ Chu chúng tôi. Bà Chu cũng nói theo. Chu Nhược Mai nghe đến đây, liền muốn nôn ra luôn. Vừa nãy bà nội còn nói nào là không có thứ thông gia nghèo nàn như thế. Nào là không phải ai cũng có thể gieo bám quan hệ với nhà họ Chu. Hiện tại liền nói ngược lại, nhà họ Chu có thể trở thành thông gia với Lê Tuyết Tương, là vinh hạnh của nhà họ Chu nữa chứ. Lê Tuyết Tương vừa nãy cũng bị bà Chu đuổi đi, bây giờ không dám vào bàn khách quý ngồi, cứ thế đứng yên bất động. Bà Chu và Chu Ly Bình nói nhiều như thế, Long Trấn Tiêu và Lê Tuyết Tương không đáp lại một lời nào, khiến họ cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ. Long Trấn Tiêu và Lê Tuyết Tương không phải khôn sáu muốn trả lời họ, chả là không biết phải tiếp lời họ như nào. Lúc này, Kim Ngọc cũng lên tiếng, Vĩnh Thiên, Nhược Mai, mau đưa mẹ vào bàn khách quý ngồi đi. Ngài Long, mời ngài cũng ngồi vào bàn khách quý, ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện tiếp. Đúng á, mọi người mau vào bàn khách quý ngồi, sắp nhập tiệc rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Thế Huy cũng nói. Ngài Long, có thể ngài không biết. Nhược Mai nhà chúng tôi cũng là tiểu thư khuê cát, là mỹ nhân của thành phố Đà Lạt, từ bé đã chi thư đạt lý, ôn nhu chu đáo, cực kỳ hiếu thảo. Hôm nay tôi mừng thọ, con bé biết tôi lớn tuổi rồi, cơ thể không khỏe, nên tặng một phần não kim cương cho tôi bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Bà Chu cười he he nói. Nghe đến đây, Chu Nhược Mai vốn đã cảm thấy khó chịu, cuối cùng không nhịn được ọe một tiếng, lấy tay bịt miệng muốn nôn ra. Tuy Chu Nhược Mai không phải muốn nôn thật, chỉ là nôn giả một tiếng. Nhưng, hành động này của cô khiến mọi người hết hồn. Nhược Mai, có phải con có thai rồi không? Lê Tuyết Tương vội bước đến dìu lấy Chu Nhược Mai, quan tâm hỏi. Theo lẽ thường, phụ nữ không thể vô duyên vô cớ mà nôn mửa được, ngoại trừ mang thai ra. Khoảng thời gian này, Lê Tuyết Tương biết Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai ngủ cùng phòng. Vợ chồng ngủ cùng phòng, thì chắc chắn sẽ làm chuyện vui giữa vợ chồng. Nên khi bà ấy thấy Chu Nhược Mai nôn mửa, điều đầu tiên nghĩ đến là Chu Nhược Mai có thai rồi. Lời nói Lê Tuyết Tương vừa dứt, Long Trấn Tiêu cũng hồi hộp theo, chờ hồi đáp của Chu Nhược Mai. Nếu Chu Nhược Mai có thai rồi, nghĩa là ông sắp có cháu rồi. Chương 1094 hiểu lầm. Nhà họ Long lại có thể tiếp tục việc hương khói, nối dõi tông đường. Mặc dù con trai Lê Vĩnh Thiên của mình vẫn không chịu nhận tổ quy tông, nhưng sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ trở về nhà Long sau khi biết được sự thật. Con của Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai sớm muộn gì cũng sẽ là người nhà họ Long. Còn Chu Nhược Mai nghe thấy câu hỏi của Lê Tuyết Tương thì lập tức ngây người, xấu hổ đỏ cả mặt. Cô hoàn toàn không ngờ chỉ vì buồn nôn,
nôn ọe một lúc mà Lê Tuyết Tương lại tưởng cô đã có thai. Con, Chu Nhược Mai không biết giải thích như thế nào, nhưng lại không thể nói cô nghe được lời bà nội nói nên thấy buồn nôn. Đừng nói gì cả, mau đỡ Nhược Mai ngồi xuống bàn VIP đi. Bà Chu quả quyết nói. Bởi vì bà ta biết cháu gái Chu Nhược Mai xưa nay rất nhút nhát, cho dù có mang thai cũng không chịu thừa nhận trước mặt mọi người. Tốt quá rồi, Nhược Mai, cuối cùng cô cũng có máu mủ của Lê Vĩnh Thiên rồi. Đúng là đáng mừng, Chu Ly Bình vừa tiến lên đỡ Chu Nhược Mai vừa vui vẻ nói. Cô ta là mẹ nuôi của Chu Nhược Mai, chỉ cần Chu Nhược Mai mang thai con của Lê Vĩnh Thiên, chuyện cô ta và nhà họ Long trở thành thông gia đã chắc như đinh đóng cột rồi. Nhược Mai, cẩn thận một chút, để thím hai đỡ con, đi từ từ, không cần vội. Kim Ngọc cũng tiến lên đỡ Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai không ngờ vì buồn nôn mà nhận được đãi ngộ cao như vậy, cho nên có hơi bối rối. Cô nhìn về phía Lê Vĩnh Thiên, thấy Lê Vĩnh Thiên lúc này cũng đang bày ra vẻ mặt lúng túng. Vĩnh Thiên, con còn ngây ra đó làm gì? Mau bảo vệ cho Nhược Mai đi, đừng để con bé ngã. Lúc này Lê Tuyết Tương cũng lên tiếng. Lê Vĩnh Thiên càng xa sầm nét mặt hơn, mặc dù khoảng thời gian này mình ở cùng phòng với Chu Nhược Mai, nhưng đêm nào mình cũng đến rừng cây nhỏ luyện kiếm, không hề làm gì với cô ấy, sao cô ấy có thể mang thai được? Bây giờ Chu Nhược Mai mới chỉ hơi buồn nôn, cả nhà đã lo lắng đến mức chăm sóc cô như một bà bầu 7-8 tháng. Nếu như Chu Nhược Mai thật sự mang thai, bụng to ra, chẳng phải mọi người sẽ chăm sóc cô như một vị hoàng hậu sao? Lê Vĩnh Thiên, Nhược Mai có tin vui, tại sao con lại xa sầm mặt thế kia? Chẳng lẽ con không vui sao? Lê Tuyết Tương thấy Lê Vĩnh Thiên vẫn không di chuyển, mặt mày thì u ám, không nhịn được nên đã cất lời trách mắng. Lê Vĩnh Thiên há miệng mắc quai nên chỉ có thể than thở ở trong lòng, mẹ của con ơi, con trai mẹ vẫn còn chưa bóc tem. Sao Nhược Mai có thể mang thai được? Vĩnh Thiên, con không cần phải ngại, mau đưa Nhược Mai đi ngồi đi. Chu Thiệu Huy cũng tưởng con gái mình mang thai, cũng bắt đầu giục Lê Vĩnh Thiên. Bố, đã có hai người đỡ Nhược Mai rồi, con không cần ra tay nữa đâu ạ. Lê Vĩnh Thiên cũng không muốn vạch trần chuyện Chu Nhược Mai không có thai. Nếu không, cả nhà sẽ rất thất vọng. Hơn nữa, sau này mẹ cũng sẽ thường xuyên thúc giục mình và Chu Nhược Mai sinh con, tốt hơn hết đâm lao thì phải theo lao. Chu Nhược Mai bây giờ không khác gì cưỡi trên lưng hổ, buộc lòng phải để Chu Ly Bình và Kim Ngọc đỡ mình đến bàn VIP. Để chăm sóc Chu Nhược Mai, Lê Tuyết Tương cũng đi theo. Lê Vĩnh Thiên nhìn thấy Chu Nhược Mai và Lê Tuyết Tương đều đi cũng phải đi theo. Anh Long, mau đến bàn VIP ngồi đi. Chúng ta trở thành thông gia đã mấy năm rồi, hôm nay mới gặp mặt lần đầu tiên, cả nhà mau ngồi xuống ăn cơm thôi. Bà Chu nói. Được rồi. Long Chấn Tiêu muốn dành nhiều thời gian hơn với Lê Tuyết Tương, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Quản gia Khương, anh cũng ngồi xuống ăn cơm với chúng tôi đi. Bà Chu nói với Khương Hạc. Khương Hạc là quản gia họ Long, địa vị rất cao, đương nhiên phải mời ông ta ngồi bàn VIP cùng dùng bữa rồi. Vâng, cảm ơn bà Chu. Khương Hạc nói. Thế là, Long Chấn Tiêu và Khương Hạc đi theo bà Chu đến bàn VIP nơi Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên đang ngồi. Bởi vì mọi người đều tưởng Chu Nhược Mai đang mang thai, đều rất quan tâm đến cô nên tất cả những oan gia này đều sẵn sàng ngồi cùng nhau. Bà Chu còn có lòng sắp xếp cho Long Chấn Tiêu ngồi bên cạnh Lê Tuyết Tương. Chương 1095 bối rối. Lê Tuyết Tương trông thấy Long Chấn Tiêu ngồi cạnh mình, mặt lập tức đỏ tía tai, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Năm đó Long Chấn Tiêu nhẫn tâm như vậy, tuyệt tình đuổi bà ấy và con trai còn nhỏ ra khỏi nhà họ Long như vậy. Bà ấy không thể nào dễ dàng tha thứ cho Long Chấn Tiêu. Bà ấy thực sự không muốn ngồi chung một chỗ với Long Chấn Tiêu, bèn nói, xuất thân của tôi nghèo hèn, không xứng ngồi ở đây ăn cơm, tôi đến bàn cuối cùng ăn thôi. Lê Tuyết Tương vừa nói xong, đám người bà Chu, Chu Ly Bình, Kim Ngọc đều sợ hãi. Bọn họ đều tưởng rằng Lê Tuyết Tương vẫn đang giận mình, cho nên không muốn ngồi ở bàn khách quý ăn cơm cùng bọn họ. Bởi vì trước đây bọn họ đã từng nói rằng Lê Tuyết Tương không xứng để ngồi ở bàn khách quý ăn cơm. Thực ra, Lê Tuyết Tương chẳng qua chỉ không muốn ngồi ăn cơm cùng với Long Chấn Tiêu, cho nên mới nói như vậy. Bà Long, bà là thông gia của chúng tôi, nếu như ngay cả bà cũng không xứng ngồi ở đây ăn cơm, vậy thì những người ở đây cũng chẳng có tư cách gì ngồi ở đây rồi. Chu Ly Bình vội vàng nói. Đừng gọi tôi là bà Long, tôi không phải là bà Long. Lê Tuyết Tương chỉ cần nghe thấy xưng hô bà Long này sẽ tức giận.
Long Chấn Tiêu ở một bên trông thấy Lê Tuyết Tương ghét mình đến vậy, cũng vô cùng xấu hổ. Nếu không thì, để tôi đến bàn phía sau ăn. Long Chấn Tiêu biết Lê Tuyết Tương không muốn ngồi ăn cơm cùng mình, rất thức thời nói rằng muốn ra bàn phía sau ngồi ăn. Ngài Long, ông là khách quý trong khách quý, tại sao lại đến bàn phía sau ăn được? Mau ngồi xuống, đừng có đi. Bà Chu vội vàng nói. Nhưng mà, Long Chấn Tiêu rất muốn nói, là Lê Tuyết Tương không muốn ông ngồi đây ăn cơm, nhưng lại cảm thấy nói ra như vậy lại không quá tốt. Hiện giờ Nhược Mai đang mang thai, chuyện vui vẻ như thế, mọi người đừng nói gì nữa, cứ ngồi chung một chỗ ăn một bữa cơm thật vui vẻ đi. Lúc này Chu Thiệu Huy nói. Ông đương nhiên biết rằng giữa Lê Tuyết Tương và Long Chấn Tiêu có ân oán, cũng hy vọng bọn họ có thể cùng hiểu cho nhau. Lê Tuyết Tương vừa nghĩ tới Chu Nhược Mai đã mang thai, bản thân mình không bao lâu nữa đã có thể ôm cháu trai, trong lòng vô cùng vui vẻ, cũng không để ý đến Long Chấn Tiêu ngồi bên cạnh mình nữa. Tuy rằng trước kia người nhà họ Chu từng mỉa mai bà ấy, thậm chí còn muốn đánh đuổi bà ấy đi, thế nhưng bà khá rộng lượng, cũng không để trong lòng. Dù sao mình và nhà họ Chu cũng là thông gia, con trai của mình cưới con gái lớn nhà họ Chu, sau này muốn thường xuyên đến đi. Những chuyện lặt vặt này không cần phải để tâm. Hơn nữa, hiện giờ người của nhà họ Chu đã có thay đổi, đối xử với bản thân mình rất nhiệt tình. Nếu như mình còn để bụng chuyện khi trước, khó tránh ra vẻ bản thân quá hẹp hòi. Đây là lần đầu tiên bà ấy và người nhà của con dâu gặp nhau, không muốn khiến bầu không khí quá bí bách. Hôm nay còn là mừng thọ 70 tuổi của bà Chu nữa, không thể khiến nhà người ta mất vui được, nếu như mình tức giận bỏ đi trước mặt nhiều khách khứa như vậy. Người nhà họ Chu nhất định sẽ rất lúng túng. Bà ấy là một người luôn đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ. Bà ấy có thể rộng lượng đối với người của nhà họ Chu, thế nhưng không thể làm như vậy với nhà họ Long. Bởi vì năm ấy, nhà họ Long khiến bà tổn thương quá sâu sắc, không phải nói tha thứ là có thể tha thứ. Long Chấn Tiêu trông thấy Lê Tuyết Tương không phản đối, ông ấy cũng không đi nữa, bèn ngồi xuống. Lê Vĩnh Thiên mấy năm nay ở nhà họ Chu, cũng đã quen với việc bị châm chọc từ lâu, trông thấy người của nhà họ Chu đã rất nhiệt tình với mẹ của mình, anh cũng không để những chuyện lúc trước trong lòng nữa. Hiện giờ mẹ mình đã ngồi xuống dùng cơm, anh đương nhiên cũng không hy vọng mẹ sẽ rời đi. Vì vậy, mọi người bắt đầu ngồi chung một chỗ ăn cơm. Nhược Mai, cô mang thai lúc nào vậy? Đang trong bữa tiệc, Chu Ly Bình hỏi Chu Nhược Mai. Mặt của Chu Nhược Mai lập tức đỏ lên, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Bởi vì cô biết mình vốn không hề mang thai. Thế nhưng, cô lại không muốn nói ra sự thật, khiến cho mọi người thất vọng. Nhược Mai, con đừng xấu hổ, mang thai là chuyện mà phụ nữ nhất định phải trải qua, có gì mà xấu hổ cơ chứ? Mau nói cho thím hai biết, rốt cuộc thì con mang thai đã mấy tháng rồi? Kim Ngọc cũng hỏi. Chu Nhược Mai không thể nào trả lời mấy câu hỏi này, đành phải đổ bài toán khó này cho Lê Vĩnh Thiên, chuyện này, mọi người hỏi Lê Vĩnh Thiên đi ạ. Cô thật ra cũng muốn mang thai, thế nhưng Lê Vĩnh Thiên không hề gieo giống, cô cũng chẳng có cách nào cả. Hiện giờ, đúng lúc đổ hết tội lên người anh, xem anh nói như thế nào. Lê Vĩnh Thiên vẫn luôn im lặng ăn cơm, nghe thấy Chu Nhược Mai nói vậy, lập tức sửng sốt. Mình không nói lời nào, vậy mà cũng trúng đạn. Quả nhiên, mọi người nghe thấy Chu Nhược Mai nói như vậy, đều nhao nhao chuyển mũi nhọn về phía Lê Vĩnh Thiên. Vĩnh Thiên, Nhược Mai ngại nói, vậy thì con nói đi. Con khiến Nhược Mai mang thai khi nào thế? Đúng vậy, mau nói cho mọi người biết, rốt cuộc thì Nhược Mai đã mang thai mấy tháng rồi. Một người đàn ông như con, chẳng lẽ còn ngại nói ra sao? Mau nói nhanh. Lê Vĩnh Thiên đối mặt với những câu hỏi của mọi người, lập tức thấy đầu óc nhức nhối, mọi người cứ nhiều chuyện như thế làm gì? Biết được Nhược Mai mang thai mấy tháng, chúng ta có thể dự đoán ngày sinh của con bé đấy. Không phải chúng ta nhiều chuyện. Mà là quan tâm, biết thời gian Nhược Mai mang thai, chúng ta có thể làm đồ bổ tương ứng cho con bé ăn. Đừng có làm thần làm bí như thế nữa, việc này cũng không phải chuyện không ai nhận ra, con mau nói đi. Mọi người mồm năm miệng mười nói. Không nhận được một đáp án, mọi người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định. Thậm chí cả Long Chấn Tiêu, cũng hơi nóng nảy chờ đợi đáp án từ Lê Vĩnh Thiên. Lê Vĩnh Thiên đã thành mục tiêu công kích của mọi người. Không cho một câu trả lời hợp lý, thì không thể nào xuống được sân khấu, đành phải ra dáng có chuyện vô cùng lạ lùng, dõng dạc nói, mọi người đừng nôn nóng như vậy, thật ra Nhược Mai mới vừa mang thai không lâu, chuyện này, bọn con cũng mới biết hai ngày nay thôi.
Chương 1096 anh nói dối. Chu Nhược Mai nghe thấy Lê Vĩnh Thiên nói như vậy, lập tức sửng sốt, không ngờ tới Lê Vĩnh Thiên vậy mà lại nói như thế. Tên khốn nạn này vậy mà lại nói dối, nếu sau này nhỡ để mọi người mình không mang thai, thì bảo mình lui kiểu gì đây? Trong lòng Chu Nhược Mai oán hận thầm nghĩ. Mọi người khi nghe thấy Lê Vĩnh Thiên nói như vậy, tất cả đều tin là thật. Bởi vì ban nãy mọi người tận mắt nhìn thấy Chu Nhược Mai buồn nôn. Mặc kệ mang thai bao lâu, chỉ cần có là tốt rồi. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của bà nội, Nhược Mai lại có tin vui, đúng thật là hai chuyện vui đến nhà. Không bao lâu nữa, tôi đã được ôm cháu ngoại rồi, vui quá đi mất. Mọi người vui vẻ nói. Nào, chúng ta cùng cạn ly, chúc bà nội sinh nhật vui vẻ, cũng chúc chị sớm sinh quý tử. Chu Phi Phi giơ chén rượu lên, nói. Không thể sinh sớm được, nhất định phải sinh đúng hạn, nếu là sinh sớm, thì thành sinh non đó. Kim Ngọc nói. Phi, không thể nói những lời không may như vậy. Nhược Mai mang thai, không thể uống rượu, chúng ta uống đi. Chu Ly Bình nói. Vì vậy, mọi người bắt đầu ăn uống linh đình, thoải mái chè chén no say. Lúc ăn cơm, Long Trấn Tiêu thỉnh thoảng tìm cơ hội nói chuyện với Lê Tuyết Tương, Lê Tuyết Tương cũng không để ý đến ông ấy một chút nào. Long Trấn Tiêu cũng không cảm thấy bản thân mất mặt, bởi vì ông ấy biết mình mắc nợ Lê Tuyết Tương quá nhiều, bà ấy tức giận trong lòng, cũng là bình thường. Sau đó, Long Trấn Tiêu còn không biết xấu hổ mà lén gắp thức ăn mà Lê Tuyết Tương thích ăn nhất cho bà ấy. Lê Tuyết Tương lập tức đỏ bừng mặt, ăn không được, mà không ăn cũng không được. Động tác nhỏ này của Long Trấn Tiêu, Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai đều để trong mắt. Lê Vĩnh Thiên trông thấy Long Trấn Tiêu lại dám gắp thức ăn cho mẹ mình, trong lòng rất tức giận, nhưng lại không thể phát cáu trước mặt mọi người. Mà Chu Nhược Mai trông thấy Long Trấn Tiêu thật lòng yêu Lê Tuyết Tương, thực ra trong lòng lại mong muốn hai người bọn họ có thể hòa thuận. Thế nhưng, ân oán giữa Long Trấn Tiêu và Lê Tuyết Tương quá phức tạp, Chu Nhược Mai cũng không biết nên hòa giải thế nào, cho nên cũng không muốn nhiều lời trong chuyện này. Người của nhà họ Chu đương nhiên cũng rất mong muốn Lê Tuyết Tương có thể tha thứ cho Long Trấn Tiêu, quay về là tốt. Chỉ có Lê Tuyết Tương sẵn lòng hòa thuận với Long Trấn Tiêu, trở về nhà họ Long, lại làm bà Long thêm một lần nữa, nhà họ Chu mới có thể bám được nhà họ Long. Nếu không thì, tất cả những gì mà người nhà Chu thể hiện, đều là uổng công. Vì vậy, người nhà họ Chu bắt đầu mồm năm miệng 10, muốn làm mối cho Lê Tuyết Tương và Long Trấn Tiêu, để bà ấy tha thứ cho Long Trấn Tiêu. Bà thông gia, tôi thấy ngài Long thật lòng với bà đó, không thì ông ấy cũng không thể nào vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm bà đâu, bà tha thứ cho ông ấy đi. Đúng vậy, nếu như ngài Long không thật lòng yêu bà, với thân phận đó của ông ấy, muốn người phụ nữ nào mà không có. Ông ấy cũng không thể không lấy vợ dù đã qua nhiều năm như vậy. Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, ngài Long cũng biết những năm gần đây ông ấy thiếu nợ bà, hiện giờ ngài Long muốn bù đắp, bà cho ông ấy một cơ hội đi. Người nhà họ Chu nhao nhao lên, rối rít khuyên nhủ. Lê Tuyết Tương còn chưa lên tiếng, Lê Vĩnh Thiên đã tức giận nói, mọi người đừng nói nữa cho tôi. Mẹ tôi không thể nào tha thứ cho ông ta, cho dù mẹ tôi có tha thứ, tôi cũng tuyệt đối không tha lỗi cho ông ta. Vĩnh Thiên, cái thằng nhỏ này đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả. Chẳng lẽ con nỡ lòng nhìn mẹ mình lẻ loi một mình như vậy sao, sống một mình cả đời. Chuyện của người lớn, con không cần lo đến. Bà Chu mắng. Đúng vậy, không phải bây giờ anh đã là hộ soái bảo vệ rồi sao, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn mẹ mình tiếp tục chịu khổ à? Anh có biết không, một người phụ nữ, không có đàn ông yêu thương, đau khổ biết bao nhiêu. Chu Ly Bình cũng nói. Lê Vĩnh Thiên lập tức thoáng không biết nói sao, bởi vì lời của mọi người nhất định có lý lẽ. Tuy rằng anh tin rằng mình có năng lực cho mẹ một cuộc sống tốt nhất, thế nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy mẹ mình cô đơn như vậy. Thế nhưng, năm đó nhà họ Long tuyệt tình với mẹ của mình như vậy, anh vô cùng thù hận với nhà họ Long, cực kỳ không hy vọng mẹ mình hòa thuận với Long Trấn Tiêu. Chờ đến khi tôi điều tra rõ sự thật năm đó, xem nhà họ Long năm đó có phải đứng trước nguy cơ bị hủy diệt mới đuổi chúng tôi ra khỏi nhà hay không, rồi quyết định tha thứ hay không tha thứ cho nhà họ Long. Lê Vĩnh Thiên nói. Chương 1097 không gấp gáp. Được, một ngày nào đó, chân tướng sẽ được phơi bày. Hôm nay là mừng thọ 70 tuổi của bà Chu, chuyện vui vẻ như thế, chúng ta trước tiên đừng nói về những việc này nữa, mọi người tự nhiên vui vẻ ăn cơm đi. Long Trấn Tiêu nói. Lúc đầu ông ấy cũng không muốn lần đầu tiên gặp mặt, Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên sẽ tha thứ cho mình, cho nên ông ấy cũng không gấp gáp.
với lòng chân thành và kiên định, ông ấy tin tưởng rằng một ngày nào đó, mình có thể dùng lòng chân thành khiến cho Lê Tuyết Tương rung động, khiến bà ấy tha lỗi cho ông. Mọi người nghe thấy Long Chấn Tiêu nói như vậy, liền rời đi chủ đề câu chuyện, nói về những chuyện khác. Sau khi cơm nước xong, Long Chấn Tiêu xin từ biệt quay về. Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai cũng quay về biệt thự Tinh Nguyệt. Sau khi bữa tiệc tan, nhà họ Chu kiểm kê chút quà lễ, thấy Long Chấn Tiêu tặng một tương vàng bạc châu báu, đâu đâu cũng thấy sáng lóa, vô cùng vui vẻ. Ngài Long này ra tay thật hào phóng, thế mà lại tặng một tương vàng bạc châu báu cho chúng ta. Chu Ly Bình nói, đúng vậy, nếu như nhà họ Chu chúng ta có thể cải thiện quan hệ với nhà họ Long, trở thành thông gia, sau này nhà họ Chu chúng ta không muốn lên như diều gặp gió cũng khó khăn. Kim Ngọc nói, đúng, nhà họ Long ở Long Đô có địa vị như vậy, sau này nhà họ Chu chúng ta muốn làm ăn, chỉ cần ngài Long nói một câu, ai dám không cho chúng ta làm. Chu Thế Huy nói, có thể thành thông gia của nhà họ Long hay không, chủ yếu vẫn phải để ý đến Lê Tuyết Tương. Chỉ cần Lê Tuyết Tương đồng ý quay về nhà họ Long, chúng ta và nhà họ Long lập tức trở thành thông gia rồi. Nếu như bà ấy không chịu quay về, tất cả đều thành công cốc. Bà Chu nói, Lê Tuyết Tương này, thật sự chẳng biết bà ta rốt cuộc nghĩ như thế nào nữa, nhà họ Long tốt như vậy, bao nhiêu phụ nữ muốn gả vào nhà họ Long cũng không có cơ hội, hiện giờ ngài Long tự mình tìm đến Đà Lạt tìm bà ta rồi, bà ta vẫn còn giận lấy cái gì nữa không biết. Chu Ly Bình nói, đúng vậy. Cho dù trước kia ngài Long có lỗi với bà ấy, chuyện bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, nên phai nhạt từ lâu rồi. Nếu như là tôi sẽ lập tức quay về với ngài Long, ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Kim Ngọc nói, chúng ta phải tìm cơ hội rể công tác như tưởng cho Lê Tuyết Tương, nói với bà ấy cái thiệt và cái hơn, để nà ấy sớm ngày hòa thuận với ngài Long, như vậy nhà họ Chu chúng ta mới có thể sớm ngày có quan hệ với nhà họ Long. Bà Chu nói, mẹ, chuyện nhà của người khác. Chúng ta tham gia vào làm cái gì? Chu Thế Huy nói. Con thì biết cái gì? Chúng ta không nhúng tay vào, người phụ nữ như cây gân giống Lê Tuyết Tương kia, mãi mãi không thể quay về nhà họ Long đâu, nhà họ Chu chúng ta cũng mãi mãi không thể nào trở thành thông gia với nhà họ Long. Bà Chu nói. Con cảm thấy muốn thuyết phục Lê Tuyết Tương, chỉ có thể để Nhược Mai ra tay thôi. Chu Ly Bình nói. Lời này hiểu thế nào? Bà Chu hỏi. Bởi vì, con thấy rằng, Lê Tuyết Tương rất thích con dâu là Nhược Mai, bà ấy sẽ nghe lời mà Nhược Mai nói. Chu Ly Bình nói. Đúng, con nói đúng. Lê Vĩnh Thiên cũng rất nghe lời Nhược Mai, chỉ cần Nhược Mai hòa giải từ bên trong, Lê Vĩnh Thiên cũng sẽ tha thứ cho bố của nó. Kim Ngọc nói. Bà Chu bừng tỉnh hiểu ra, mọi người nói không sai, muốn làm tiêu tan ân oán giữa Lê Tuyết Tương và Ngài Long, chỉ có thể để Nhược Mai ra tay, hôm nào mọi người nói chuyện với Nhược Mai một chút, kêu nó hỗ trợ hòa giải một tay. Sau khi Long Chấn Tiêu đến sân bay quân dụng ở thành phố Đà Lạt, để lại một nhóm vệ sĩ của nhà họ Long, để bọn họ bí mật ở lại Đà Lạt, âm thầm bảo vệ mẹ con Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên. Sau đó, Long Chấn Tiêu bèn dẫn chút vệ sĩ, cùng với quản gia Khương Hạc, đi máy bay về lại Long Đô. Sau khi Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai và Lê Tuyết Tương quay về biệt thự Tinh Nguyệt, Lê Tuyết Tương tưởng rằng Chu Nhược Mai thật sự mang thai, vô cùng quan tâm đến cô, thậm chí còn châm trà đưa nước cho cô. Chu Nhược Mai trông thấy Lê Tuyết Tương vui vẻ như vậy, cô cũng không đành lòng nói cho bà ấy biết sự thật, tránh cho bà chịu đả kích. Thế nhưng dưới tình huống bản thân mình không hề thực sự mang thai, để cho người lớn châm trà đưa nước cho mình, cô vô cùng không quen, trong lòng bứt rứt. Mọi việc thành ra thế này, đều do Lê Vĩnh Thiên nói dối trong bữa tiệc, khiến cho mình đâm lao phải theo lao, tiến hay lùi đều khó. Buổi tối, sau khi Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai vào phòng, Chu Nhược Mai tức giận nói, Lê Vĩnh Thiên, hôm nay anh nói dối em mang thai trước mặt tất cả mọi người trong bữa tiệc, sau này em phải khiến lời nói dối ấy toàn vẹn thế nào đây? Nếu để cho người khác biết em không mang thai, chẳng phải em xấu hổ đến chết sao? Vợ à, tuy rằng bây giờ em chưa thực sự mang thai, thế nhưng anh có thể khiến em mang thai thật đó. Lê Vĩnh Thiên nói, anh có ý gì? Chu Nhược Mai không theo kịp. Ý của anh rất rõ ràng, chính là đâm lao phải theo lao, cho anh một cơ hội lấy công chuộc tội, để em thực sự mang thai. Chỉ cần em mang thai thật, sau này em cũng không cần phải giả bộ nữa, đương nhiên có thể hưởng thụ sự đãi ngộ của người có thai. Lê Vĩnh Thiên nói. Chu Nhược Mai nghe Lê Vĩnh Thiên nói như vậy, khuôn mặt tươi cười lập tức đỏ bừng lên. Chương 1098 tới tháng. Đêm nay sao anh đột nhiên thẳng thắn thế?
Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. Đã là lúc này rồi, hơn nữa chúng ta đều là người trưởng thành rồi, chuyện như vậy, cũng không cần phải ngại ngùng nữa chứ. Hiện giờ tất cả mọi người đều nghĩ rằng em đã mang thai, nếu như không tạo ra người, sớm muộn gì thì cũng sẽ lộ tẩy. Tình thế bức bách, chúng ta nhắm chắc thời gian để tạo em bé thôi. Lê Vĩnh Thiên nói, anh đã 26 tuổi, vẫn chưa từng cảm nhận được mùi vị của phụ nữ, hơn nữa kết hôn với Chu Nhược Mai được 3 năm, vẫn chưa được hưởng thụ chuyện vui vẻ giữa vợ chồng, hiện giờ thật sự là có hơi không chờ được. Nhưng mà, em đang đến tháng, Chu Nhược Mai vô cùng ngượng ngùng nói. Lê Vĩnh Thiên nghe vậy, lập tức như bị sét đánh, cả người như xoay vòng trong cõi mơ. Em tới tháng lúc nào thế? Lê Vĩnh Thiên kêu rên nói. Là tối hôm qua đã tới rồi. Chu Nhược Mai nói. Chu kỳ của em, làm sao lại trễ không đến, sớm không đến, cứ nhằm vào lúc này mà đến vậy. Lê Vĩnh Thiên khóc không ra nước mắt. Tháng nào em cũng đến vào thời gian này được chưa? Nhưng chính anh ấy, bình thường cũng làm được cơ mà. Sao sớm không nói, muộn không mưa, lại chọn đúng lúc này để tạo em bé? Chu Nhược Mai hỏi ngược lại. Không phải bình thường anh đều luyện kiếm ở đây sao? Nếu như anh không luyện kiếm, có lẽ tối qua đã bị cầu hạn giết rồi. Lê Vĩnh Thiên nói. Được rồi, bây giờ là thời kỳ đặc biệt của em, anh chờ một chút đi. Chờ em hết tháng, chúng ta làm sao? Dù sao thì nó cũng chỉ kéo dài có vài ngày rồi, lâu như vậy anh cũng chờ, cũng không phải vội vã trong mấy ngày nay đâu. Chu Nhược Mai nói. Lẽ nào trong thời kỳ này không thể làm sao? Hiện giờ anh muốn, Lê Vĩnh Thiên nói. Không thể, đương nhiên không thể, một người đàn ông thẳng thắn kiên cường như anh, chẳng lẽ không biết làm chuyện đó trong lúc em đến tháng, hại đến vết thương của em bao nhiêu sao? Chu Nhược Mai từ chối. Được rồi, vậy anh chờ một chút, chờ em hết tháng rồi, anh sẽ khiến em mang thai. Lê Vĩnh Thiên nói. Được, hôm nay bố anh tới tìm mẹ, với chuyện này, anh thấy thế nào? Chu Nhược Mai muốn nghe thái độ của Lê Vĩnh Thiên. Long Trấn Thiên vô tình vô nghĩa, năm ấy đuổi mẹ anh ra khỏi nhà họ Long, để cho mẹ anh chịu bao nhiêu cực khổ, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông ta. Lê Vĩnh Thiên nói, nếu như năm ấy nhà họ Long thật sự vì phải đối mặt với tai ương ngập đầu, cho nên mới phải đuổi hai người ra khỏi nhà, anh có tha thứ cho bố mình không? Chu Nhược Mai hỏi, sẽ, nếu quả thật là như vật, chứng minh nhà họ Long không có lỗi, đuổi hai mẹ con anh ra khỏi nhà, là vì giữ tính mạng của mẹ con anh, là có thể tha thứ. Lê Vĩnh Thiên nói, vậy thì tốt rồi, em luôn cảm thấy lời của bố anh nói rất chân thành, không giống như đang lừa người. Hiện ngờ anh đã bị cách chức, lúc này bố anh lại tìm đế nha NS và mẹ anh, nói rằng ông ấy cũng không hề cầu mong anh cái gì. Nếu là lúc anh giống như mặt trời ban trưa, ông ấy tới tìm anh và mẹ anh, vậy thì có thể nghi là ông ấy muốn mượn sức của anh. Chu Nhược Mai nói, có phải lừa người hay không, chờ đến khi điều tra rõ ràng rồi kết luận lại đi. Lê Vĩnh Thiên nói, hiện giờ anh đã không có quyền chức gì rồi, muốn gặp quốc vương Long Quốc thực sự rất khó khăn, điều tra như thế nào? Chu Nhược Mai nói, chuyện này để sau hãng nói đi, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Lê Vĩnh Thiên nói, ừ, hiện giờ bố và mẹ anh đều đã xuất hiện rồi, mà mẹ đẻ của em vẫn là một ẩn số, một chút thông tin cũng không có, còn ở nhân thế hay không cũng không biết. Chu Nhược Mai đa cảm nói. Anh vẫn luôn sai người nghe ngóng về tin tức mẹ ruột của em kiên trì thêm một chút, một ngày nào đó, sẽ tìm được bà ấy thôi. Lê Vĩnh Thiên nói. Không nói về những chuyện này nữa, tuy rằng bây giờ anh đã luyện đến chiêu thứ 3 trong Hiên Viên Cửu Kiếm rồi, thế nhưng 6 chiêu còn lại anh vẫn chưa luyện thành, không bằng nắm chắc thời gian, luyện hết Hiên Viên Cửu Kiếm đi. Chu Nhược Mai nói. Không phải em nói em đang tới tháng sao? Trong thời gian này hẳn phải nghỉ ngơi thật tốt. Đừng có đi theo anh luyện kiếm nữa, tránh cho mệt mỏi quá độ, không tốt cho thân thể. Lê Vĩnh Thiên nói, tới tháng cũng không phải bệnh nặng gì cả, là hiện tượng sinh lý rất bình thường, không có gì đáng ngại cả. Cho dù trong lúc tới tháng không làm được gì cả, không bằng nắm chắc thời gian để luyện kiếm thật tốt. Nếu không, lần sau Điện Thiên Cang phái cao thủ tới nữa, anh chưa chắc sẽ ngăn cản được, chúng ta phải lo trước tính sau, trước tiên luyện kiếm đã, như vậy mới có thể lo trước khỏi họa. Chu Nhược Mai nói. Được rồi, vậy anh nghe lời em, đêm nay chúng ta tiếp tục luyện kiếm. Lê Vĩnh Thiên nói. Sau đó, Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai lại lặng lẽ đi tới rừng cây nhỏ phía sau núi của biệt tứ, bắt đầu luyện tập chiêu thứ tư của Hiên Viên Cửu Kiếm, quét sạch ngàn quân. Lúc này, ở mật thất nhà họ Ngụy. Bố, hiện giờ chúng ta cầu hòa với sư quốc,
khắp nơi trên toàn quốc đều lên tiếng phê phán cuộc biểu tình của bố, mắng chửi mọi người là tội nhân ngàn đời, giặc bán nước, đồng thời rối rít yêu cầu để cho Lê Vĩnh Thiên xuống ra làm quan một lần nữa. Biểu tình nhanh chóng tràn ra khắp nơi, chuyện càng ngày càng lớn, làm sao bây giờ? Ngụy Nguyên Tùng nói, người ở viện giám sát của chúng ta, không phải đã phân bố khắp toàn quốc hay sao? Để cho người của viện giám sát bắt tất cả những người đứng đầu biểu tình, sau đó đưa vào trong tù hành hạ đến sống không bằng chết, xem còn ai dám lên án ta. Ngụy Nghiêm nói, vâng, chúng ta lập tức truyền lệnh xuống, lệnh cho những người ở viện giám sát của chúng ta bắt tất cả những người cầm đầu biểu tình lại. Ngụy Nguyên Tùng nói, em gái của Triệu Đình Vũ, đã bắt được chưa? Ngụy Nghiêm hỏi, vẫn chưa, tối hôm qua con đã sai người của Điện Kim Cang đi suốt đêm về phía thành phố Đà Lạt rồi. Em gái của Triệu Đình Vũ vẫn luôn ở trong biệt thự của Lê Vĩnh Thiên, bọn họ có lẽ vẫn chưa có cơ hội ra tay. Thế nhưng, con tin rằng không bao lâu nữa, sẽ có chút tin tức tốt truyền tới. Ngụy Nguyên Tùng nói, anh trai dẫn đoàn đàm phán hòa bình đi đến Bắc Cảnh đàm phán với Sư Quốc, tình hình ra sao rồi? Ngụy Nguyên Tùng nói, chương 1099 được voi đòi tiên. Sư Quốc bên kia đòi hỏi rất nhiều, vẫn chưa nói chuyện ổn thỏa. Ngụy Nghiêm nói, bọn họ đưa ra yêu cầu gì? Ngụy Nguyên Tùng hỏi. Bọn họ muốn chúng ta bồi thường 50 tỷ, hơn nữa còn muốn chúng ta cắt một phần phía Bắc cho bọn họ. Ngụy Nghiêm nói. Lẽ nào lại như vậy, thế này thì đúng là quá đòi hỏi. Bồi thường tiền cũng thôi đi, lại còn muốn phía Bắc của chúng ta. Ngụy Nguyên Tùng tức giận nói. Đúng vậy, nếu như chỉ bồi thường 50 tỷ thì chúng ta vẫn có thể đồng ý, nhưng muốn chúng ta cắt một phần phía Bắc cho bọn họ thì thật sự quá đáng. Ngụy Nghiêm nói, bọn họ lấy lý do gì để yêu cầu chúng ta bồi thường nhiều như thế? Ngụy Nguyên Tùng hỏi, bọn họ lấy lý do là trong trận chiến lần trước, Lê Vĩnh Thiên sát phạt Sư Quốc khiến bọn họ tổn thất vô số binh mã, hơn nữa còn công phá vào thủ đô của đế quốc khiến cố đô có lịch sử ngàn năm của bọn họ bị phá hủy, cho nên yêu cầu chúng ta phải bồi thường một khoản tiền cách xù và cắt đất phía Bắc cho bọn họ. Ngụy Nghiêm nói, chúng ta muốn ngồi vững Giang Sơn Đại Long Quốc thì chỉ có thể đi con đường cầu hòa này. Nếu không một khi khắp nơi đều khai chiến, chỉ bằng từng ấy năng lực của chúng ta sớm muộn gì cũng không gánh nổi Giang Sơn Long Quốc. Ngụy Nghiêm nói. Nhưng bây giờ bọn họ đòi hỏi nhiều như thế, chúng ta phải làm thế nào đây? Ngụy Nguyên Tùng hỏi. Chỉ có thể nói chuyện trực tiếp, không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể cắt phía Bắc nhường cho bọn họ. Ngụy Nghiêm nói. Đúng vậy, bây giờ người dân khắp nơi trên cả nước đã có ý kiến rất lớn với chúng ta. Nếu như lại dâng phía Bắc cho Sư Quốc sẽ tạo thành cục diện không thể vãn hồi, những người dân này có thể sẽ phản lại chúng ta. Ngụy Nguyên Tùng nói. Cho nên người của viện giám sát nhất định phải theo dõi gắt gao, bất kỳ nơi này có gió thổi cỏ lay gì cũng phải ngay lập tức báo cáo, nhất định phải bóp chết ý muốn tạo phản ngay từ trong trứng nước. Ngụy Nghiêm nói. Dạ, bố, hôm nay người của viện giám sát còn tra ra được một chuyện. Ngụy Nguyên Tùng nói. Tra được chuyện gì? Ngụy Nghiêm hỏi. Hôm nay Long Chấn Tiêu đến thành Đà Lạt, Ngụy Nguyên Tùng nói. Long Chấn Tiêu đi thành Đà Lạt làm gì? Ngụy Nghiêm hỏi. Ông ta đi tham dự tiệc sinh nhật của bà nội Chu Nhược Mai vợ Lê Vĩnh Thiên, cũng chính là bà cụ nhà họ Sở. Ngụy Nguyên Tùng nói. Tại sao Long Chấn Tiêu lại tham dự tiệc sinh nhật của bà cụ nhà họ Sở? Ngụy Nghiêm ngạc nhiên hỏi. Mục đích thật sự ông ta đi dự sinh nhật bà cụ Sở là muốn gặp vợ mình Lê Tuyết Tương, muốn nối lại tình xưa với Lê Tuyết Tương. Ngụy Nguyên Tùng nói, năm đó Long Chấn Tiêu tuyệt tình đuổi Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên ra khỏi nhà họ Long, Lê Tuyết Tương sẽ còn tha thứ cho ông ta sao? Ngụy Nghiêm hỏi, hiện tại Lê Tuyết Tương tạm thời không có tha thứ cho Long Chấn Tiêu nhưng sau này thì khó nói, dù sao bọn họ cũng là vợ chồng lâu năm. Ở trong yến hội ngày trước, Long Chấn Tiêu đã nói ngay trước mặt mọi người, năm đó ông ta đuổi Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên ra khỏi nhà họ Long là bởi vì nhà họ Long bị Thái Sư vu cáo tạo phản. Long chủ động sát tâm, nhà họ Long đối mặt với tai họa ngập trời, tùy thời đều bị chém hết cả nhà nên ông ta mới đuổi vợ con mình ra khỏi nhà họ Long, mục đích chính là muốn giữ lại cho nhà họ Long một chút huyết mạch cuối cùng. Ngụy Nguyên Tùng nói, a, lại có loại chuyện này hả? Tại sao bố lại chưa từng nghe nói qua? Ngụy Nghiêm hết sức kinh ngạc. Năm đó nhà họ Long tuyệt tình đuổi hai mẹ con Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên ra khỏi nhà. Ông ta cũng từng nghe qua chuyện này nhưng cũng không biết nhà họ Long có phải là vì đối mặt với nguy cơ bị chém cả nhà mới đuổi hai mẹ con Lê Tuyết Tương đi không. Ông ta nghe được lời đồn đãi nói Long Chấn Tiêu là e ngại Lê Tuyết Tương xuất thân bần hàn, không xứng làm vợ cả của mình nên mới đuổi bà ấy đi.
Năm đó Ngụy Nghiêm ngay cả chức thượng thư cũng chưa làm đến nên những chuyện ẩn bên trong ông ta biết khá ít, ông ta cũng không biết liệu năm đó khi nhà họ Long bị Thái sư vu cáo, Long chủ có từng đồng ý niệm chém hết cả nhà họ Long hay không. Chuyện này vô cùng xác thực, Long Chấn Tiêu thật sự nói ra những lời này ngay trước mặt mọi người, bây giờ toàn bộ thành Đà Lạt đều biết chuyện này. Nhà họ Long năm đó đối mặt với tai họa ngập trời tất nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự đuổi hai mẹ con Lê Tuyết Tương đi, nếu không bọn họ sợ rằng cũng không tránh được một kiếp. Ông ta chỉ có thể lấy một cái cớ là chê bai xuất thân bần hàn của Lê Tuyết Tương, phải đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy mới có thể giữ được tính mạng của bà ấy và Lê Vĩnh Thiên. Ngụy Nguyên Tùng nói, ừ, xem ra chuyện này là thật rồi, Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên đã biết chân tướng sao lại không tha thứ cho Long Chấn Tiêu. Ngụy Nghiêm hỏi, Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên không tin lời nói của Long Chấn Tiêu nên tạm thời vẫn chưa tha thứ cho ông ta. Ngụy Nguyên Tùng nói, xem ra Long Chấn Tiêu lần này đi thành Đà Lạt là muốn mang vợ mình và con trai về nhà họ Long. Ngụy Nghiêm nói, đúng vậy, nếu như Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên tin lời Long Chấn Tiêu, biết nguyên nhân thật sự nhà họ Long đuổi bọn họ đi năm đó là vì giữ tính mạng cho bọn họ chắc chắn sẽ trở về nhà họ Long. Ngụy Nguyên Tùng nói, nhất định không được để hai bố con Long Chấn Tiêu và Lê Vĩnh Thiên đoàn tụ, nếu không một khi Lê Vĩnh Thiên trở về nhà họ Long, chúng ta sẽ rất khó để ra tay với anh ta, hai bố con này mà liên thủ, nhà họ Long sẽ là kẻ địch hùng mạnh số một của chúng ta. Ngụy Nghiêm nói, chúng ta phải làm sao để ngăn cản bọn họ đây? Ngụy Nguyên Tùng hỏi, chương 1100 kế ly gián. Long Chấn Tiêu nói Long Chủ cũng biết chuyện năm đó, bảo Lê Vĩnh Thiên cứ đi hỏi Long Chủ, ngài ấy có thể chứng minh năm đó thật sự có chuyện như thế xảy ra. Ngụy Nguyên Tùng nói, xem ra chuyện này sợ rằng chỉ có Long Chủ và Thái Sư biết, Thái Sư đã sớm bị Long Chủ xử tử, hiện tại chỉ có mỗi mình Long Chủ có thể chứng minh chuyện này là thật. Ngụy Nghiêm nói, nếu chuyện này chỉ có mỗi Long Chủ biết, vậy thì dễ làm. Ngụy Nghiêm nói, bố, có phải người đã nghĩ ra biện pháp ngăn cản Long Chấn Tiêu và Lê Vĩnh Thiên làm hòa không? Ngụy Nguyên Tùng hỏi, đúng vậy, không phải Long Chấn Tiêu muốn Long Chủ chứng minh sao? Hiện tại Long Chủ đã bị chúng ta khống chế, bố có thể dùng độc khiến ông ta phủ nhận chuyện này, cứ như thế sẽ khiến Long Chấn Tiêu thành kẻ nói dối, làm tăng lên mâu thuẫn giữa hai bố con bọn họ. Ngụy Nghiêm nói, được, một kế ly gián này của bố thật sự là quá khéo. Ngụy Nguyên Tùng thở dài. Lúc này, ở rừng cây nhỏ phía sau biệt thự ở núi Tinh Nguyệt, Lê Vĩnh Thiên dựa theo kiếm phổ của 9 chiêu thức kiếm hiên viên không ngừng luyện tập một chiêu quét sạch ngàn quân. Chu Nhược Mai ở một bên quan sát, phát hiện có chỗ không đúng liền lập tức nói Lê Vĩnh Thiên sửa lại. Một chiêu quét sạch ngàn quân này so với chiêu kiếm xuất thần diệt thì phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì chiêu này cần vận dụng nguyên lý phối hợp tác chiến của hai con xe, một con pháo và một con ngựa trong cờ tướng. Chiêu thứ ba kiếm xuất thần diệt chẳng qua chỉ vận dụng nguyên lý tác chiến của tổ hợp của một ngựa và một pháo, còn chiêu thứ tư chính là hai xe, một ngựa, một pháo. Chiêu thứ tư mặc dù nhiều hơn chiêu thứ ba một con xe nhưng biến hóa trong đó lại rất nhiều khiến toàn bộ chiêu thức trở nên phức tạp hơn hẳn. Lê Vĩnh Thiên luyện tập suốt một đêm, mệt mỏi đến nổi đầu đầy mồ hôi vẫn không có tiến triển gì. Vĩnh Thiên, anh không nên luyện quá mệt mỏi, tối nay hay là cứ dừng lại ở đây cái đã, đừng luyện nữa. Chu Nhược Mai nói, không được, anh luyện một đêm vẫn không có được bất cứ đột phá gì, anh phải nắm chắc thời gian luyện tập. Tia Vĩnh Thiên nói, dục tốc bất đạt, anh không cần phải nóng vội, cứ từ từ thôi, tối nay anh mới luyện chiêu thứ tư lần đầu, đâu thể có được đột phá nhanh như vậy được chứ. Chu Nhược Mai nói, mà ngay lúc này, điện thoại di động của Lê Vĩnh Thiên để dưới đất đột nhiên vang lên. Anh cầm điện thoại lên nhìn một cái thì thấy lại là Trương Minh Nguyệt gọi đến. Lê Vĩnh Thiên vội vàng nghe, trễ như vậy còn gọi điện cho tôi là có chuyện gì sao? Hộ soái, đã trễ thế này mà anh còn chưa ngủ à? Trương Minh Nguyệt cũng rất ngượng ngùng khi phải gọi điện cho Lê Vĩnh Thiên trễ như thế này. Nếu như không phải xảy ra chuyện vô cùng quan trọng, cô tuyệt đối sẽ không gọi cho Lê Vĩnh Thiên trễ như thế này. Cô hỏi câu này không phải đang nói nhảm sao? Tôi nếu đã ngủ rồi thì làm sao nghe điện thoại của cô được? Có chuyện gì thì cô mau nói đi. Lê Vĩnh Thiên nói, hiện tại Chu Nhược Mai đang đứng nghe ở ngay bên cạnh, Trương Minh Nguyệt lại gọi cho anh ngay đêm hôm khuya khoắt thế này, anh phải giả bộ hung dữ một chút. Nếu không khiến cho Chu Nhược Mai nghĩ anh đêm hôm khuya khoắt lại đi nói chuyện phiếm với Trương Minh Nguyệt thì không tốt lắm. Dù sao phụ nữ tương đối nhạy cảm, luôn có thể bắt bóng bắt gió, tin vào mấy điều không có căn cứ.
Mặc dù quan hệ của anh và Trương Minh Nguyệt vô cùng trong sạch nhưng đang ở ngay trước mặt vợ của mình, anh vẫn phải tránh hiểm nghi. Được, vậy tôi liền nói thẳng chuyện chính, tôi đã điều tra ra chuyện xảy ra ở Long Cung đêm đó. Trương Minh Nguyệt cũng không muốn nói nhảm với Lê Vĩnh Thiên nên liền đi thẳng vào vấn đề chính. Dù sao Lê Vĩnh Thiên là người đã có gia đình, nói không chừng vợ người ta còn đang đứng nghe ngay bên cạnh thì sao? Lê Vĩnh Thiên nghe thế liền giật mình một cái, lo lắng hỏi, đêm đó trong Long Cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.